Dạ, cảm ơn chú Ngạn và cảm ơn chị Kỳ Duyên rất nhiều. Và lời nói đầu tiên xin gửi đến quý vị khán giả của Paris Monai là chào trân trọng và lời chúc tốt đẹp nhất. Dạ, kính thưa quý vị, cũng như quý vị đã biết là từ ngàn đời xa xưa, ông cha ta cho đến chúng ta, ai ai cũng đều sanh ra và lớn lên bởi từ một người cha và một người mẹ. Đó là định luật tạo hóa đất trời, không ai có thể mà sửa đổi được. Nhưng theo tôi biết có người dám cãi lại định luật đó, không được sanh ra bởi từ một người cha và một người mẹ, vẫn lớn lên tồn tại phát triển bình thường, thậm chí rất tài giỏi. Người đó là ai? Đó chính là Tôn Ngộ Không. Dạ. Dạ. Mặc dù anh ta được sanh ra từ một hòn đá, nhưng vẫn có tên là Tôn Ngộ Không. Thì tại sao tôi được sanh ra từ một người cha và một người mẹ thì làm sao không có tên tuổi được? Đó là lý do vì sao bây giờ xin phép giới thiệu tên tuổi tôi cho quý vị cùng nghe. Dạ. Dạ. Tôi họ Tào, tên Lao. Dạ. Tên đầy đủ của tôi là Tào Lao. Dạ. Dạ, trở lại vấn đề. Thưa quý vị, cũng từ ngàn đời xa xưa ông cha ta đến chúng ta, và ai cũng là sanh ra và lớn lên bởi vì bầu sữa mẹ. Sữa mẹ là tốt nhất. Nhưng theo tôi biết, có một người cũng cãi lại định luật đó, không dùng sữa mẹ, tự phát triển, tự sản xuất, tự uống và tự lớn lên bình thường. Người đó là ai? Dạ, đó chính là ông Thọ. Dạ, dạ, tự sản xuất, tự uống rồi tự phát triển, tự lớn lên luôn. Dạ. Dạ, thưa quý vị, nói chơi thôi, bây giờ đến với chương trình, trở lại chương trình của chúng ta. Quý vị tự biết là Trung tâm Thuyết Nga Personai thường tổ chức những cái chương trình để hạn như là cuộc thi Vista, rất là quý vị rất là nhiều quan tâm. Và bây giờ để tới cuộc chương trình đó, mời quý vị hãy đến với chương trình là cuộc thi tuyển chọn tài năng Vi Vu. Yeah. Bắt đầu, mời. Tào Lao. Sai sai, làm lại làm lại. Hey, quyết đi thi, không uể oải, không giật giải, sẽ không về, không về, không về, không về. Yeah. Chà, khí thế quá. Hai người vô đây thi phải không? Không. Vậy vô đây làm chi? Thi. Vậy đó cuộc thi hay không thi? Thi chứ, thi. Ai thi trước? Dạ em. Rồi. Giới thiệu tên tuổi, thi. Dài lắm. Dạ. Tôi biết là dài, vẫn giới thiệu đi. Dài lắm. Tôi biết là dài lắm nhưng phải giới thiệu để người ta ghi vô hồ sơ. Dài lắm. Tôi thấy bà ngắn cụn như vậy đâu mà dài. Cái tên của tôi dài lắm. Tên dài lắm. Ừ. Họ dài, tên lắm, tên là dài lắm nữa. Ừ. Chà, dữ. Sao là tên gì vậy? Cái tên là cái vía ba má tôi đẻ, con nít bình thường là 60cm. À. Đẻ tôi ra có 6cm à. Đặt nhờ đặt cái tên của cái vía vậy mà tôi dài chứ ớn không? Ồ, dài quá. Cỡ cái thước dây vậy đó. Dạ, nguyên cây luôn á. Rồi. Dạ. Thi gì thi đi. Cái gì vậy? Nói vậy là sao xúc phạm tôi nha. Anh vô đây tôi thi tài năng mà nói thi gì thi đi lấy nói gì là vậy sao? Xin lỗi anh nè nha. Hồi đó tôi đẻ ra đó, ba má tôi đẻ ra dưới quê cúp điện cái hù mà đẻ ra cái mặt tôi sáng y chang gầm nè. Phải không? Sáng cái sợ. Ừ, anh thấy sáng quá. Mặt tôi phải sáng, đẻ ra là sáng nè, phải sáng. Mặt anh mặt tới hù, anh thấy không? Nè coi mặt tôi nè, đó sáng dễ sợ, mặt sáng như răng rồng, coi mặt anh tới hù. Thôi bà nội, bà làm tôi không biết vậy, bà đưa bà bật lên, bà đưa qua tôi off rồi xong rồi nó không tối được. Ủa vậy hả? Bà thử đưa qua tôi bà mở lên coi nó sáng không? Vậy, mặt em sáng à? Đó, đó. Qua mặt anh. Đưa mở lên coi sáng không? Gì vậy? Hết pin. Tào Lao, thi đi. Nãy giờ vô đây em thấy em nói lưu loát không? Lưu loát. Không có chữ nào dắt chữ nào, không bao giờ liệu chữ, không bao giờ quên lời. Hay. Nói vô cùng lưu loát cho nên mọi người ủng hộ em tới đây thi MC. Dạ không. Làm cái gì? Thơ. Không làm gì vậy? Không làm gì vậy? Cổ động tôi đó. Hay hay quá, hay quá, thi thơ. Hay gì mà hay? Nói cho cố dài càng lan đại hải đúng cùng là thi thơ. Bậy lắm bà không? Dạ tôi thi tài năng, tôi muốn thi gì tôi thi. Rồi thi đi, thi đi. Tôi bắt đầu đọc thơ phải không? Rồi làm thơ đi. Dạ anh chuẩn bị nghe nha. Rồi chuẩn bị nghe. Châu ơi, ta bảo Châu này. Lại biểu Châu. À. Cái gì? Tôi là ban giám khảo nha. Em thấy anh đen đen, em tưởng con trâu, em xin lỗi. Tào Lao. Thi. Ông Châu. Dạ. Châu ơi, ta bảo Châu này. Ừ. Châu ra ngoài ruộng đi cày với ta. Ừ. Đầu lòng hai ả Tố Nga. Hả? Thúy Kiều là chị, em là Thúy Dân. Cái gì? Ông làm gì? Ông làm. Ông làm gì? Hay hay quá mà anh. Hay cái gì mà hay? Dạ. Tân, tân cổ giao duyên. Tân cổ giao duyên cái gì? Bà đem bà gắn ông này mà cắm vô đuôi bà nọ là sao? Trời ơi,
Trời, anh sao anh khó quá à? Anh có biết ngày xưa Tuyết Kiều, Thúy Dân hồi nhỏ ta cũng đi chăn trâu vậy? Sao anh biết được người ta làm vậy? Chăn trâu là biết vậy, nhưng mà để mà lấy cái này mà gắn con kia là không được. Cái này là bản cấp thơ, mà chế thơ là khác, hiểu chưa? Cái này của mình. Không được à? Không được. Cho em cơ hội khác được không? Thi làm gì mà làm gì ghê vậy? Năn nỉ. Cơ hội đúng không? Dạ. Rồi cho cơ hội nữa làm đi. Dạ. Thi cái gì? Kể chuyện. Kể chuyện hả? Dạ. Chuyện gì? Chuyện cười. Cười hả? Bà chưa kể mà cười mà nói. Không phải. Tự nhiên em nghĩ ra. Cái gì? Em nghĩ ra cái chuyện mà em sắp kể cho anh nghe. Là mắc cười đó đúng không? Chắc em chết. Bà kể mà là tôi nôn quá nội. Chuyện sao? Bà kể tôi nôn quá nè. Hồi sáng sao? Em đi ăn sáng đó. Ừ. Em vô. Ừ. Em kêu bụng tổ tiêu. Chắc chết. Chưa có cười được. Chưa có cười được. Chưa. À chưa. Ừ. Chỗ này mới cười. À, chỗ này mới cười. Bà bán quán ra. À. À, bà đi. Chắc tôi chết chứ bà này quá. Bà sao? Bà mới bưng ra cho em tô phở. Chưa có cười được. Em chưa có nói sao anh cười. Quên, xin lỗi. Em sao? Chắc tôi chết rồi này. Bà là tôi muốn chết với bà đây nè. Cái ừ. em mới nói là ừ. Chị ơi, lộn rồi. Bà nội. Chưa có cười. Dạ chưa, cái bà nó mới trả lời, mới cười rồi. Bà trả lời sao? Dịnh đẹp chứ em đột quỵ bây giờ. Rồi, khổ em, anh. Ừ. Bà đó bà mới nói ừ. Dạ để tôi đổi cho chị tôi khác. Trời ơi. Cười chưa có cười được. Bà tự bà cười hoài. Dịnh đây, câu này đỉnh nè. À câu đỉnh nè. Câu đỉnh dịnh không bà, nè. Bà trả lời là bà cười. Để em chuẩn bị cười anh. Bà ràng cười chắc bể bụng mau. Sao mà anh biết sao không? Tôi mới nói. Ừ sao? Để đó em ăn cho. Chết. Đi về. Mày buông ra. Bà tào lao hả? Cười chỗ nào? Có một mình anh không cười, ở dưới đây ai cũng cười. Yeah. Vỗ luôn kìa. Yeah. Khó quá, ban giám khảo mà khó quá. Yeah cái gì? Tôi cho mày vẹo trong luôn bây giờ. Ông ta cười thiệt mà anh. Cười cái gì? Người ta là khác, còn tôi khác, tôi là ban giám khảo nè. Tôi chấm cho cô nè. Cô phải cho tôi cười mới được. Vậy không được anh? Không được. Chuyện tao lao cười. Cái gì nữa bà nội, cái gì vậy? Cho em thêm cơ hội nữa được không anh? Nhớ là bất quá tam thôi nha. Dạ. 3 lần thôi nha cha. Dạ. Rồi, làm cái gì? Dạ em hát. Hát được không? Đừng có khi dễ mình nha. Ừ. Em nói cho anh biết toàn bộ khán giả dưới đây. Là người nhà của bà? Không. Cái gì? Nhà tôi đâu tiền, nó mua vé nhiều đây chứ. Dạ người nhà em mua 2 vé ngồi chót rồi kìa. Chứ quê lên thì đâu mua vé. Chị bà giới thiệu làm chi? Fan của em đó. Yeah. Thấy chưa? Thấy fan em khủng ghê đó. Fan em. Bà chưa đi thi mà có fan rồi đó hả? Fan của em không, trước khi em hát là em phát cho người cái ship bell ở dưới rồi đó. À. Hát không nghe là bực ngửa liền. Ở nhà ông anh em ăn bê tô cơm ăn rồi nè. À. Em cất giọng hát lên ông là ông bực ngửa 6 vòng đứng sững cho bưng tô cơm ăn tiếp, khủng khiếp không? Rồi bà nói thôi nghe tôi hồi hộp quá bà nội. Cái giọng em nó gọi là giọng khủng đó. Rồi phải không? Phải không? Yes. Làm liền. Thiết em liền. Hát không? Hát liền. Dạ. Rồi. Mình thần kinh.
bước gì? Nè, bị bạo loạn chỗ này hả mày? Hả? Đạp cái bây giờ? Cứ đứng yên chỗ đi. Tào lao, bà làm gì? Bà hát cái gì kỳ cục vậy? Hả? Con bướm xinh, bà hát con bướm gì? Con bướm của anh nó còn sống, nó xinh xắn. Con bướm của em không biết thằng ông nội nào đập nó chết trước nhà, nó xinh, nó ghê lắm. Có chương trình và bá em thấy em phải hát đúng bài chứ. Thôi dẹp đi bà, làm tôi không biết bài nè. Bài này bài con bướm xinh người ta hay gần chết vậy đó mà bà gấp bà đạo nhạc bà làm tập đâm la đây hả? Chi vậy? Vậy là rớt hả anh? Rớt rồi. Không buồn. Sao vậy? Biết đi thi sẽ bị rớt. Nếu bị rớt sẽ không buồn. Nếu có buồn sẽ cởi chuồng. Cái gì? Tào lao, mới nói cái gì? Dạ không, em đọc cho nó xuông ngõ vậy thôi. Chứ em đâu có khùng đâu em cởi chuồng. Đâu có tự nhiên phi vậy đâu cha. Làm cho tôi khùng vậy. Tào lao. Tưởng vô làm gì tùm lum tùm la, không mà làm xí cầu. Tưởng vô cái là phải có đi ra. Bảy tầm bạ không. Bực bội gì đâu. Như đi chung với con nhỏ kia thì phải. Tôi nghi lắm rồi nha. Nè, tới đây. Ông á, tới đây. Anh kêu em hả? Kêu ông chứ kêu ai? Tới đây. Em hồi hộp quá. Trời đất ơi. Ông... Em run quá anh ơi. Ông mặc đồ võ sĩ boxing mà ông run là sao? Em bận cho nó không khí thôi à. Chứ thật sự em ôm yếu mong manh dễ vỡ lắm. Rồi do ông thi mà ông mong manh dễ vỡ xong thi. Dạ em run quá à. Em mất bình tĩnh. Mà em mất bình tĩnh là em quên. Em quên là em phải sức dầu. Trời ơi, hôm nay thi toàn là quái vật thi không mà trời. Ra ra, sức dầu vô, sức dầu vô. Thôi em sức miếng dầu. Sức vô nhanh. Nhanh nhanh rồi thi. Dạ. Sức đi. Trời ơi, sức dầu là sẽ xì dầu vậy trời. Em sức nhanh. Rồi sức đi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ông làm gì? Ông sức tôi làm chi vậy? Em thích hửi mùi dầu. Ừ. Mà da em bị dị ứng với dầu. Tại sao? Dạ, anh chịu khó sức miếng dầu. Em hửi được mùi dầu là anh hết có điên đầu. Trời đất ơi, khổ quá rồi. Hửi đi, nhanh như đồ thi. Cảm ơn anh. Làm gì nổ da gà hết trơn, nội ơi. Rồi bình tĩnh chưa? Dạ, bây giờ em bình tĩnh lắm rồi nè. Bây giờ anh hỏi em đi. Anh hỏi em cái gì? Em trả lời anh hết. Em bình tĩnh lắm mà. Tên gì? Dạ, em tên gì anh hả? Ông tên gì cũng hỏi tôi sao trả lời được cái nào? Anh ơi. Cái gì nữa? Anh đừng có la lớn. Anh la lớn là em gùng. Gùng sao? Em gùng là em mất bình tĩnh. Tĩnh là sao? Em mất bình tĩnh là em quên. Quên là sao? Quên là em phải sức dầu. Trời đất ơi, khổ quá mà thiệt. Cho em sức miếng dầu. Miếng dầu nó sức đi, nhanh lên. Rồi sức đi, nhanh nè. Sức nhanh. Ừ. Cái gì vậy? Rồi hít lẹ đi thi. Anh ơi. Sao? Em thích. Ê, bậy nha. Tào lao nha. Hửi cái gì đây, cứ thích cái gì ở đây. Không. Ủa mày dặn dễ dãi nha. Xin lỗi anh. Không phải. Ý em nói em họ thích. Dạ tên coi. Dạ tên đầy đủ của em là thích đứng coi. Tên nghe không mà khó chịu rồi đó. Thích đứng coi đúng không? Dạ. Rồi. Quên nữa, nói chuyện ông nội phải nhẹ nhàng. Ông xỉu nữa mệt. Anh nói gì? Thầy. Anh nói gì? Thầy. Sao anh là lớn quá giờ? Anh là lớn là em gồm. Mày rung là mày chất dầu đúng không? Mày đưa đây khổ. Đúng rồi. Rồi mày hửi đi, nhanh lên mà hửi luôn. Rồi. Mày thi đi. Thi. Em thi gì anh? Thi tài năng.
Dạ em đâu có thi tài năng gì đâu anh. Chứ mà vô đây chi? Dạ em vô em coi. Trời, tên em là Thích Đứng Coi mà. Dạ chủ yếu là vô em đi em coi cái con nhỏ bạn nó thi. Dạ mà nhỏ bạn nó thi xong rồi dạ xin phép cho em về. Tào lao, tào lao. Vô không có làm gì sức đầy dầu. Trời đất ơi, nó hôi rinh cái dầu gì không biết. Chết tôi rồi. Hôi phải không anh? Hôi, hôi không? Hôi. Dạ dầu hôi thì nó phải hôi thôi anh. Trời ơi, chết dầu hôi tôi hả? Em dạ anh nè, anh nhớ đừng có đứng gần lửa nha. Đứng gần lửa nó chảy anh. Nhớ nha, đừng có đứng gần lửa. No smoking. Nhớ nha, no smoking. Biết. Thằng khùng. Trời đất ơi mấy anh ơi, coi kỹ kỹ giùm tôi nha. Kiểm tra từng người một. Khổ quá mà thiệt. Kiểm chuẩn bị đừng cho lửa lít vô đây hết trơn nha. Thí sinh kế tiếp đi. Đó, thí sinh là phải như vậy. Mặc đồ phải là lịch sự như vậy. Ai như hai đứa khùng kia. Tàu lao không. Rồi, chào em. Em có thể giới thiệu tên tuổi rồi mình thi. Dạ em tên Đậu. Cái gì Đậu? Thi là Đậu. Chà, tên nghe sốc quá ha. Thi là Đậu ha. Rất là tự tin. Có thể nào san sẻ có bí quyết tại sao lại tự tin vậy không? Em có bí quyết tự tin như thế này. Rồi. Là nhờ em xài sản phẩm collagen linh chi của Che. À, collagen linh chi nè ha. Cái này tốt lắm đó nha. Dạ. Ê, cho tôi được không? Dạ em tặng cho anh. Ừ. Hy vọng là anh uống xong tóc anh sẽ mọc nhiều vì anh hói quá. Mới gì chọc quê bà nội. Rồi. Rồi, thi. Thi gì? Dạ, em sẽ thi tiết mục tài năng của em là đốt lửa. Đốt. Ê ê ê. Ê, cắt, cắt. Bà làm ai kêu bà thi cái này? Dạ, tại vì mới nãy em thấy có người vô châm dầu sẵn em vô em đốt lửa cháy vô nhanh. Tắt ngay, bỏ vô ngay. Dạ. Bà định thiêu tôi hả? Dạ. Bà khùng hả? Thi không được, thi cái khác được. Dạ, vậy thì anh cho em thi tiết mục kể chuyện được không anh? Sao nó giống con nhỏ chán như chăn dầm vậy trời. Nè, có bà con với nhỏ gì dài lắm không? Dạ không, em không có quen ai dài lắm hết á. Em là con gái độc nhất vô nhị của một gia đình lá ngọc cành vàng đó anh. Kể chuyện cười đúng không? Dạ không có, em kể chuyện xạo. Trời mừng quá, nó cả dừng cười cho tôi trốn nó luôn. Rồi, kể chuyện xạo, kể đi. Dạ, chuyện là như vậy. Rồi, anh biết không, sáng nay trên đường em đi thi. Em đang đi trên đường, tự nhiên em gặp hai vợ chồng người ta gây nhau quá trời. Ôi, hai chồng gây qua gây lại, gây qua gây lại. Người chồng tức quá, tát vô mặt cô vợ một cái chát. Rồi sao? Rồi hả, xẹt lửa, đụng bình xăng cháy nhà. Gì kỳ vậy bà nội? Chuyện xạo mà. Quên, chuyện xạo. Xin lỗi. Sau đó, sao nữa? Sau đó em trên đường đến đây, em đứng em mét la em chờ thi, em nhìn bên kia đường, em thấy có một người thanh niên bị một cái tên cướp giật đồ. Thôi, cái người thanh niên dằn lại, hai người dằn qua dằn lại, tên cướp tức quá, lấy con dao, đâm vô bụng người thanh niên một cái hố. Lòi ruột. Có gãy cái chân. Ủa sao kỳ vậy? Chuyện xạo mà. Rồi sao? Ôi sau đó em nhìn cái cảnh máu chảy lên láng, em lo quá, em ẵm người thanh niên vô bệnh viện. Vô bệnh viện bác sĩ nhìn lo quá mới quyết định họp và mổ. Mổ cái giò? Không có, mổ cái đầu. Sao kỳ vậy? Chuyện xạo mà. Bà nội, bà đừng kể bà nội. Bà kể là tôi nhức cái đầu quá rồi, chứ đi khám luôn quá. Anh khám cái đầu phải không? Khám cái bụng. Ủa sao kỳ vậy? Chuyện xạo mà. Hay quá, chúc mừng anh. Anh thi đậu rồi, anh lấy cúp luôn đi, anh xạo bà cố luôn à. Ê, bậy nha, tôi là ban giám khảo, tôi tự thi là sao? Ủa, vậy hả? Vậy anh cũng biết anh là ban giám khảo hả? Mình ban giám khảo thì mình lo cái phần ban giám khảo đi. Dành của thí sinh là sao? Dạ, câu chuyện của em xạo đến đây là hết rồi, dạ anh xin cảm ơn ạ. Không được. Dạ. Thì đi thi thì phải kể chuyện sao, cái chuyện xạo nó nghe nó tào lao lắm, thấy không? Nghe nó không hợp với chương trình. Vậy thôi, anh cho em hát được không? Nữa hả? Trời ơi. Hát bài gì? Anh biết hết. Tôi chưa có biết. Anh biết hết. Tôi chưa có biết. Bài hát mang tên là Anh Biết Hết. À,
bài hát là tên Anh Biết Hết ha. Dạ. Trời là tôi nãy vô tưởng cái bài gì. Nhớ là không được ăn cắp nhạc người ta này nọ như chưa. Đâu có, bài hát này là của em tự sáng tác, em tự biên soạn, em tự, em nói chung tự xử hết luôn đó. Hay quá vậy ta. Dạ. Rồi. Nhạc, music. Dạ, music. Em đã nói rồi, không cần ban nhạc, em tự xử quen rồi. À, tự dạ. xử luôn đó. Dạ, dạ, em tự có điểm hát. Thêm. Rồi. Bà làm gì bà nội? Bà làm dạ, gì? Em đang luyện thanh. Bà đừng có xạo bà. Dạ. Bà luyện thanh để chống tay nè, tôi ngửa mặt lên trời nữa. Bà luyện mà cúi mặt chứ đó, bà luyện gì đó. Dạ, tại bà hát em nó hơi có cái tính chất giọng thổ ra, nó phải luồn xuống dưới, em phải luyện thanh từ dưới lên. Thôi khỏi đi, bà hát thẳng vô đi nha. Dạ, dạ, dạ. Anh biết lần đầu anh mới gặp em là anh biết em không thích anh. Hey. Anh biết lần đầu anh mới gặp em là anh biết em không yêu anh. Hey. Và anh biết hết, anh biết hết. Em chỉ coi anh như con chó xà mâu. Hey. Và anh biết hơn. Em chỉ coi như con quái vật không nào. Và anh biết hơn. Vậy mà em nói anh không biết gì hết trơn. Bà thi xong chưa? Dạ xong rồi. Đi ra ngay. Ủa, anh, em... tàu lao. Vậy là em thi rớt hả anh? Rớt rồi. Bà đúng là con chó xà mâu. Quái vật không não là bà đó. Ủa anh, vậy là em không có đậu hả anh? Không có đậu. Vậy là em rớt mà em cũng không đậu nữa hả? Mà khùng á, có ai mà rớt mà đậu mà nội. Em quên, em rối, em nói bậy. Anh ơi. Thôi đi ra đi. Em không có đậu, em mừng quá anh ơi. Nhưng mà rớt mà vui là sao? Vui chứ, đậu biết làm gì giờ. Trời ơi, thôi đi ra. Xin phép anh em đi ra. Anh cho em hỏi nha. Anh thấy nhỏ sáng như trăng rằm, như dầu hôi đâu không? Nó thi rớt nó về rồi. Trời, nó thi nó rớt nó về hả? Ừ. Nó về hả? Ừ. Nó về xong nó không báo em. Chi? Ba tụi em ở chung phòng với nhau mà. Anh đi nha. Dạ em biết em sẽ thi rớt. Vậy mà em vẫn cố gắng dù thì. Dạ em biết em sẽ biết hết. Tào lao. Bảy đồng bà không à. Thí sinh kế tiếp đi. Đấy, chẳng chọn được sinh nào cả. Lịch sự đó. Rồi, giới thiệu tên tuổi thi. Bị câm hả? Gì? À, nghe được hả? À, xin lỗi. Dạ, kính thưa quý vị, em tên là Khó Thành Ngôi Sao. Ông đi thi thành ngôi sao, ông kêu Khó Thành Ngôi Sao, làm sao thành ngôi sao? Dạ tại vì quê em ở Cà Mau, gia đình thì không giàu, ba em phụ giúp quán người Lào, má em làm nghề mài dao. À. Em ước sau này sẽ thành ngôi sao và rất thích chơi thể thao. Hôm đó làng Cà Mau có tổ chức cuộc thi nhảy đào, em tham gia đã chứng tỏ tài nhảy cao, ai về nó nhảy cao tới lộn cổ xuống ao, dân làng mới chết mới khỏi cái ao, từ đó mới có tên là Khó Thành Ngôi Sao. Dạ. Cái tên mà như là sáu câu vọng cổ vậy ha, nghe nó dài vậy luôn. Yeah. Rồi, có tài năng gì thi? Dạ, tài năng đầu tiên, em xin được phép thi làm thơ. Yeah. Thơ. Rồi làm đi. Trâu ơi ta bảo trâu này. Trâu ra ngoài ruộng trâu cày. Bà vô bà gặp Thí Kiều với Thí Dân đúng không? Dạ đúng rồi. Con nhỏ dài lắm nó làm rồi. Con dài lắm nó vô này. Nó làm rồi. Trời ơi anh ơi, cái thơ đó của tôi răng cắp. Tôi không cần biết, nó làm rồi. Bỏ đi. À, đó là sở đoản. À, sở đoản thôi. Sở trường của tôi là cái khác. Làm sở trường đi. Dạ, kính thưa quý vị. Ừ. Sau đây em xin được phép thi tài năng kể chuyện cười. Kể sáng này đó, em đi ăn sáng. Em vô kêu tôi hủ tiếu. Mày lẫn lộn tôi phở đúng không? Mày mang lộn tôi phở đúng không? À, đúng rồi. Con nhỏ dài lắm nó cũng làm rồi. Mày tào lao rồi đó hả? Con dài lắm nó làm luôn. Nó làm luôn rồi. Ừ, nó ăn cắp thơ tôi mà còn ăn cắp luôn chuyện cười của tôi. Tôi không cần biết, nó làm rồi là thôi. Không làm nữa. Bỏ đi. À, bỏ. Sở đoán mà. Sở đoạn nữa hả? Em có sở trường. Làm sở trường đi. Dạ. Sau đây em xin được phép thi tài năng ca hát.
Đó, hát cái gì? Em sẽ hát một bài hát cho chính em sáng tác. Ờ, tên gì? Anh biết hết. Mày hát đi, mày hát thử coi. Anh biết, lần đầu anh mới gặp em. Nè, nè, không giỡn mặt nha. Mày thành con chó xà bâu cứ không não gì đúng không? Đúng rồi. Mày tào lao, cái con thi là được đậu gì đó, nó cũng hát rồi. Cái con đậu tới đây luôn hả? Nó hát rồi. Trời đất ơi, hai cái con quỷ này hồi xưa nó muốn minh họa cho tôi mà. Tôi không cần biết. Nè, tôi nói anh nghe nha, anh vô anh bắt trước thì tôi đồng ý anh bắt trước. Anh bắt trước ngày nào nổi tiếng anh bắt trước. Bắt trước toàn cái tào lao không? Điên khùng bắt trước làm cái gì? Hả? Anh muốn bắt trước đúng không? Anh muốn nhại đúng không? Ông biết Ngọc Sơn không? Dạ biết chứ, trời ơi Ngọc Sơn thần tượng mà. Biết đúng không? Dạ. Yeah. Đây, tôi là Ngọc Sơn trong coi. Ông chờ đi nha. Nhìn cái tướng là đây thấy giống giống rồi đó. Không biết làm có được không đây nè. Tấm thân nhỏ bé xin kính chào đại gia đình. Cái gì vậy? Anh báo Hồng Sơn là như vậy đó. Lúc nào cái đầu cũng niễn niễn, môi dưới chè chè đó. Đại gia đình khỏe không? Sơn khỏe. Thông cảm đi, môi dưới nặng khó nói chuyện. Tâm sự đời tư của Sơn cho đại đình nghe. Nghe. Nghe cháu. Hồi nhỏ Sơn là mê gì? Mê gái. Quen gái bị gái bỏ hoài. Sơn à, buồn lắm. Về nhà sáng tác một nhạc phẩm, mời đại đình nghe. Nghe gì? Nghe chơi. Trời ơi. Dạ. Giờ tôi đã biết không đem hạnh phúc cho em. Giờ tôi đã biết em mơ cuộc sống cao sang. Giờ tôi đã biết em ơi. Giờ tôi đã biết em ơi. Giờ tôi đã biết ân tình vỡ đôi. Giờ tôi đã biết. Nhảy luôn hả? Ở đâu anh ba nhỉ? À, cây khúc hả? Cái gì vậy? À, trời ơi. Em không là của tôi. Hay quá anh ơi. Hết. Hay quá. Giải thưởng đâu? Dạ, quên. Tào lao. Xin lỗi. Đó, nhại là phải nhại như vậy. Nha. Cái gì không có, không nhại được là phải có riêng tư của mình. Được rồi. Em không có nhại ai hết trơn á. Rồi, bây giờ em sẽ hát thi bằng chính giọng hát thật của em. Phải như vậy. Bài gì? Bây giờ em sẽ hát một cái bài hát nhạc quê hương rất nổi tiếng từ lâu. Ừ. Đó là bài hát Chiếc Áo Bà Ba. Wow, hay. Rồi, bắt đầu. Ông làm gì vậy? Ông làm cái gì vậy? Dạ em khởi động, em warm up. Làm nóng rồi chuẩn bị hát à. Làm nóng cái gì? Dạ. Ông làm tôi không biết này hả? Cái này là của cái ông. Ông mày còn cho sinh động bắt móc hốt lên ông nội. Còn ông hát cái này là ông hát nhạc dân ca mà làm gì có mày còn hốt đó. Ủa em giới thiệu bài gì? Ông giới thiệu bài là Chiếc Áo Bà Ba. À, xin lỗi vì em tập nhiều bài quá nhiều thể loại nên em lộn. Em xin hát lại. Dạ. Đỏ đây đi, ông hốt bậy bạ nữa. Để đằng sau nó hốt cái khác ghê hơn ạ. Rồi được rồi, đây. Rồi hát đi. Mày để tao móc mày còn ghê hơn á. Rồi ông hát đi. Tôi giới thiệu cái là hát đi coi chưa. Dạ. Chiếc Áo Bà Ba xin phép được bắt đầu. Áo ấy. Anh ơi, ở nhà em tập, hãy mà nghe chiếc áo cái là em hốt liền.
anh đừng có nói chữ áo trong này. Em biết là anh kiểm soát được mà, để em hát. Anh nói ở dưới là ai? Gì vậy? Anh, người ta ở dưới ta. À, xin lỗi. Rồi, đề nghị mọi người đừng áo nữa nha, chứ để ông hốt tới sáng mà. Đó. Bình tĩnh. Rồi, thi đi. Bây giờ ông tập trung đi, ông đừng có nghe người ta nữa. Dạ. Ông muốn tới sáng hả? Dạ, được. Em tập trung. Trời ơi, bình tĩnh. Rồi. Chiếc áo bà ba, sao bà tư ba mặc. Tào lao nữa. Ê, tào lao. Ông giỡn mặt với tôi hả? Chiếc áo bà ba có gì có bà tư đó hả? Trời ơi anh ơi, bà ba có áo bà tư không có, ba mượn mặt có gì đâu tào lao. Cái bài nhạc là không có bà tư đó. Ông ăn cắp nhạc đó là ông sửa lời nữa hả? Bài này không được phải không? Không được. Em kiếm bài khác, em thiếu gì bài. Kiếm đi. Ừ, làm gì dữ vậy? Em suy nghĩ coi. Ông làm gì vậy? Thì gãi đầu suy nghĩ. Ông có bị khùng không? Ông ngứa đi, ông cởi nón ra, ông gãi đã ngứa, em đội ông gãi sao đã ngứa được? Ông bị điên hả? Mày mới điên đó. Sao điên? Có khi nào mày ngứa mong mày tụ quần mày gãi không? Ông gãi sao miệng đã ngứa thôi. Ta. Gì? Nghe rồi. Bây giờ em sẽ hát một cái thể loại thịnh hành mới nhất bây giờ. Mới nhất bây giờ. Đó là nhạc ngoại quốc. Nhạc ngoại quốc. Lời tiếng Anh. Ông chất quốc không à. Rồi thi đi. Cho miếng nhạc vô. One, two, three. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11. One, two, three, four, five. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11. Five. Ông tào lao, ông đếm không chứ ông hát cái gì? Ông làm tôi biết 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mà hát cái gì? Nhưng mà em hát tiếng Anh mà. Tiếng Anh gì? Đứa con nít 3 tuổi nó cũng hát được nữa. Đi ra. Cái gì? Đi ra. Vậy là tôi rớt đó hả? Rớt. Trời ơi, tôi hát biết bao nhiêu bài, làm biết bao nhiêu tiếng một, anh cho tôi rớt là sao? Ông làm nhiều rồi cho ông đậu hả? Đi ra. Điên khùng được không? Ai vậy? Kệ người ta đi, ai cứ ông tập đi, ông cố vô luôn. Này! Chết rồi! Cái giọng cười đó. Cho hỏi đi. Thăm có cái thằng gì mà hỏi thăm mà hồi sáng giàu rồi con nhỏ sáng răng dầm rồi con nhỏ mà được rồi đúng không? Đúng rồi. Mày cung phòng với nó đúng không? Mày chung phòng đúng không? Không phải! Chứ sao? Ba đứa đó! Nó giữ hũ thuốc của em. Trời ơi! Về nha! Thằng không, tào lao hết. Cái gì kỳ cục vậy trời? Năm nào tổ chức, tháng nào tổ chức, thậm chí tuần nào cũng tổ chức mà không bao giờ tuyển chọn được tài năng hết trơn trời. Riết mà bực bội luôn. Dẹp, không tổ chức thi nữa, hủy bỏ thi rồi luôn. Không tổ chức nữa, bỏ luôn. À. Vô chích thuốc. Chết rồi, chết thuốc rồi. Ê, ra, ra. Đứng im. 1, 2, 3, cuối, chào. Rồi, vô chết thuốc. Vô. Alo. Ừ. Trời đất ơi, nguyên một cái dãy nhà trọ mình có biến rồi. Ừ, ra lẹ đi. Ừ. Là trời. Cú hà. Trời đâu hết hồn á. Mới về hả? Sao về tới đây còn gọi anh chi vậy? Ê,
ăn xoài không? Tôi có chuẩn bị xoài cho bà nè, bà thích mà. Đem ra đi. Xoài chấm muối tôm. Ngon. Chờ chút nha. À. Rầu quá rầu luôn. Đây. Bây giờ là không biết rồi sao. Xoài tới đây. Thấy chưa? Rất ngon. À. Thấy chưa? Lần đầu tiên bà thấy chị cắt xoài thấy ghê không? Cắt xoài như dưa lưới vậy đó. Lặng lẽ ta phải cắt dài. Không, vậy cho bà dễ ăn đó mà. Đây. Đây, để im đó. Ngày hôm nay là tôi phục vụ mà. Quỷ già thiệt. Nè. À. Cái gì vậy? Ngọt quá. Ngọt mà. Ngọt xuống tới cái bà nhăn mặt mà bà nhéo nước mắt luôn nè. Ngọt quá. Ngon. Miếng nữa. Ừ. Ngon. Ê. Xoài này á, tôi mua xong rồi về, tôi gọt xong tôi ngâm chút xíu muối. Xong rồi tôi mới ấy ra, bỏ tôi lạnh nó giòn. Ngon không? Cái gì vậy? Không ngon hả? Không phải không ngon, ngon. Tao thấy bà rầu vậy? Cái gì vậy? Nó rầu trong bụng. Rầu trong bụng hả? Tiêu chảy hả? Cái gì tiêu chảy? Chứ sao bà nói bà rầu trong bụng? Nó rầu trong bụng là buồn đó, chứ không phải là đau bụng, hiểu không? Ai làm gì bà buồn? Thôi, đút tôi ăn miếng coi. Đây. Đó. Thôi, tôi không thích cái cắm cắm vậy đâu. Không thích. Bà lấy tay bà đút tôi ăn. Nó tình cảm. Ơi, nghe cái mùi tay của tôi ăn mới ngon đúng không? Đúng rồi, qua cái cây tre nó mất mùi. Đây, chấm đây. Ăn nè. Quỷ già. Quỷ à. Đây. Ơi, đây, lấy cho tôi đi. Xuất sắc nè. Trời ơi, chút xíu bà cắn cái tay tôi luôn á. Ghê thật á. Ngon lắm. Thơm á. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Sặc muối. Sặc muối. Không sao đâu. Bà phun cái gì nước miếng vô mặt tôi còn được mà. Mất vệ sinh ra. Sao? Bà nói nghe nè. Chuyện gì mà rầu trong bụng nói tôi nghe coi. Thì đây tính giải quyết ba cái vụ này nè. Chuyện cái gì? Trời ơi. Có ho hoài trời. Muối. Bình tĩnh. Nè. Sặc quá rồi, sặc luôn á. Không sao đâu. Ừ. Bà lo chuyện gì? Vụ hai vạch này nè. Hai vạch gì? Này đồ test Covid nè. Hai vạch. Này của ai à? Trời đất ơi, tôi cầm mà đương nhiên là của tôi rồi. Trách nhiệm thuộc về tôi. Trời ơi. Gì? Sao bà vô ý thức vậy? Vô ý thức gì trời? Hồi nãy giờ bà về ăn à? Mời ăn, bà cũng nhào vô bà ăn khí thế. Bà đút cho tôi ăn, tôi đút cho bà ăn à. Bà phun nước miếng vô mặt tôi. Trời ơi, bà kinh khủng khiếp quá. Tôi sợ bà rồi. Ủa làm gì sợ? Bà đừng đứng gần tôi nha. Bà đừng tới gần tôi nha. Ê. Hả? Không gì? Có được à. Sao? Nè, tại sao vậy? Hả? Tại sao bà ác với mọi người như vậy? Tại sao bà ác với tôi vậy? Ủa ác cái gì? Có gì đâu mà ác. Bà giác ra. Bây giờ tôi không cho bà gần tôi nữa. Nha. Sao? Tại sao? Tại sao bà bị hại vậy? Hả? Cái này của bà đúng không? Thì nãy tôi nói rồi, hồi nãy tôi cầm là đương nhiên là của tôi rồi, thì trách nhiệm là thuộc về tôi biết mà. Trời ơi, bà nói tại sao bà nói được một cái câu mà nó nhẹ như lông hồng như vậy? Chứ có gì đâu không nhẹ đây nè. Nhẹ hiểu luôn phải không? Nhẹ hiểu rồi phải không? Trời ơi rồi trời. Bỏ xuống đi. Nhưng mà ông sao vậy? Có gì đâu, bình tĩnh đi, không có gì hết trơn á trời á. Bình tĩnh sao được mà bình tĩnh? Nguy hiểm lắm, nguy hiểm lắm. Cái gì? Bây giờ bà và tôi không còn sự gần gũi nữa.
mà phải giữ khoảng cách đàng hoàng nha. Nếu không tôi sẽ hận bà. Trời đất ơi, cái này là bà bị đúng không? Bà Hà bị đúng không? Tôi đã nói là cái này hồi nãy tôi cầm thì tôi biết là tôi chịu trách nhiệm rồi. Tôi chịu trách nhiệm mà, tôi biết là tôi chịu trách nhiệm mà. Nhưng mà bình tĩnh đi, có gì đâu. Không có bình tĩnh được. Bà làm như vậy là bà sai. Có gì đâu. Bà hai vạch rồi mà. Bà làm như vậy là bà tầm bậy. Khái bà bớt cái miệng bà lại đi nha. Bà nói to ra phun ra còn nhiều hơn. Phun cái gì bây giờ, sợ cái gì? Tôi nói thiệt với ông, mà sáng giờ tôi đi chợ cả sớm, cả nguyên cái nhà trọ tôi tiếp xúc hết rồi, đâu ai sợ đâu. Trời ơi, bà nói vậy mà bà nói được hả? Ý thức cộng đồng của bà đâu? Ôi em thách thao đồ bước ra ngoài ngoài hiên. Ô trông từ xa thấy ô như hai người quen. Anh đứng lại đây. Ê, đứng lại đây. Dạ. Đem đồ vô trong nhà. Dạ. Không có giặt vũ gì ở đây hết. Đem vô nhà đi. Trời ơi, giấc đêm này giặt đồ mới là sướng chứ. Giấc đêm về nè, là ngay khu sớm mình là nước nó mạnh nè, rồi nó im ắng, giặt đồ nghe xoẹt 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 xoẹt. Trời ơi, nó xả xì chết mà nó thư giãn thần kinh lắm. Anh có đồ dơ không đi em giặt? Thôi khỏi 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 khỏi, mày đừng đứng gần tao nghe. Thôi ông không có nhưng mà. Giặt ra. Bà đứng bên đây. Bà không được gần nó. Nè, tao nói mày nghe, mày đem đồ về đi. Một tuần mày giặt một lần cũng được. Anh ơi, sao kỳ vậy? Em nổi tiếng là em là cái máy giặt của sớm. Có như là tối nào em cũng đi giặt đồ. Ai có đồ dơ cứ thảy vô thao. À, tối em giặt rồi em phơi, rồi mai em gửi lại cho từng nhà hết. Không có thiếu thốn đồ đạc gì em trả, đúng không? Chị, đồ lớn, đồ nhỏ gì em cũng giặt cho chị hết đúng không? Chị có đồ dơ gì không? Đây. Giặt ra! Tôi đã nói bà giang ra. Không cho bà gần nó đó. Làm gì tôi không được gần nó. Đi ra. Mày không được gần bà nghe chưa? Anh sao cái này? Trời ơi. Mày làm gì vậy? Em lại nói chuyện mày với anh. Mày giang ra đi. Mày đi về đi, tao lại mày. Anh ơi, anh sao vậy? Lại mình nói chuyện. Không có nói chuyện được. Tại sao không nói chuyện được? Đứng xa vậy vẫn nói chuyện được. Mắc mới phải lại gần. Thì mình tình cảm anh em ở hàng xóm láng giềng với nhau, mình nói gần với nhau. Em à, giải thích anh nghe cái này. Tao nói không có được mà, đừng có giải thích gì hết. Sao chạy đi đâu cũng dính hết trơn vậy? Tôi bọc đầu anh mà. Anh chạy đâu vậy? Anh nói chuyện rõ ràng đi. Anh làm gì vậy? Tự nhiên anh giận hờn tôi hay là gì? Anh không có giận hờn gì mày hết trơn á. Không có giận hờn gì, để em cho em giải thích chứ. Nãy giờ tự nhiên là nè, không giận hờn em, tiện xa lánh em. Rồi bây giờ suối luôn bà chị tôi xa lánh tôi là sao? À đó, bởi vậy tôi phải giải thích với anh. Anh ơi, đừng có ghen tuông vô cớ như vậy chứ, đúng không? Anh không ghen tuông vô cớ vậy chứ. Nè bây giờ đó. Ôi, đúng không rồi ổng nói chung là... Giang ra. Ghen không thở, ghen còn ghen quá đi mà. Nè em nói thiệt, bây giờ nè, em với anh đứng gần nói chuyện hai người đàn ông. Em hai người đàn ông đứng gần nói chuyện. Cái gì vậy? Miệng tôi thối lắm hả? Anh làm cái gì vậy? Hai người đàn ông mình nói chuyện. Mày đứng xa ra cho tao thở đi. Mày đứng gần tao nín thở tao mệt quá. Bây giờ tôi giải thích anh nghe luôn. Giải quyết câu chuyện hai người đàn ông. Bây giờ như vậy. Em nói. Mày đứng lại. Rồi. Tôi sẽ tránh xa anh ra. Tao đã nói không cho mày đứng lại mà. Rồi. Không đứng gần tao đâu. Không chứ. Bây giờ như vậy. Phải giải quyết cái chuyện nhọc nhằn ở ngay sớm này, để nó nhọc nhằn chuyện tình cảm em khó chịu lắm. Chị có thương em không? Thương. Vẫn là tình cảm với em chứ? Đương nhiên. Em ôm chị cái. Đừng. Đừng. Trời ơi. Trời ơi là trời ơi. Thấy không? Vẫn không có gì lưu luyến. Chỉ là tình cảm chị em thôi. Trời không có gì hết. Ơi. Gì vậy? Tự nhiên anh đau khổ gì vậy? Anh có thương em không? Anh có thương em không? Đó. Cái này là mày muốn đó nha. Thì muốn chứ. Phải tao. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Ở sớm làng là mình yêu thương nhau, mình phải ôm nhau như vậy. Ôm đi. Mình ôm nhau như vậy. Mày muốn đó. Ôm, mày ôm đi. Nó gọi là yêu thương nhau chứ. Sớm mình đó là phải là như vậy. Đúng sớm rồi. Nhỏ mà vui. Vậy không có sự ngăn cách. Đúng rồi, lại đây nè. Em nói nha. Hai anh chị nghe. Một cây làm chẳng nên non, nhưng mà ba cây chụm lại sẽ nên hòn núi cao. Ba cây, nhưng mà mỗi cây nó hai vạch màu đỏ.
thì nó không thành cái núi. Vạch gì? Không có vạch gì ở đây hết đó. Không có hai vạch gì ở đây hết. Ba cái vạch gì? Ở xóm mình là chan hòa tình thương hết. Không có ngăn cách vạch này vạch nọ. Nhà này nhà nọ nó chan hòa. Xóm nhỏ mà vui. Mình phải yêu thương nhau. Ráng yêu thương nhau đi. Đúng rồi. Bà ép không đó. Tao. Anh bắt ấn gì vậy? Ấn ông nội mày, cái này F1. Mày là bây giờ là mày là vậy nè. Không chừng mày cũng vậy luôn giống tao đó. Ôm nữa đi. Giỡn chơi. Giỡn chơi. Giỡn cái tự nhiên rồi. F0 đây, F1 đây, nhìn đây. Tự nhiên nói chuyện. Đây 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 à, nhìn đi, nhìn đi. Cái gì? Hỏi mày hỏi phải của bà không? Cái này là cái này cái test nè. Ờ, à, hỏi phải của bà không? Nó hai vạch, cái này của ai? Thì đó, hồi nãy chị nói với ổng rồi, chị cầm trên tay của chị biết rồi, chị chịu trách nhiệm. À, cho mày. Sao vậy? Ngu, ta đã nói không được rồi bà. Mày có lại trời, bây giờ cũng ai cứu mày đâu. Tao đã cản mày rồi. Sao chị ác vậy? Ác cái gì? Trời ơi trời. Chị biết như vậy rồi. Mà chị ôm tôi. Mày nhào vô mày ôm bà trước. Mày đừng có vu oan giá họa cho bà. Còn anh nữa, anh nói anh thương em. Sao anh không đánh đập em, xua đuổi em, đánh đập đá em, nhăn vô nhà đi để cho em ôm bà chi vậy? Tao chửi mày quá trời, mày vẫn dí theo tao, mày xin ôm mà. Trời ơi. Còn tao tình nguyện tao ôm. Trời ơi. Trời ơi, thiệt tôi tức hai người dễ sợ luôn á. Tôi trời ơi. Trời ơi. Bây giờ hỏi bà nè, mấy ngày rồi? Cái này là nào? 2-3 ngày. 3 ngày. Vậy mà 2 ngày trước, 2 ngày trước chị còn tổ chức sinh nhật ở ngay cái xóm này nữa. Đúng rồi. Trời ơi, chị mời em với ảnh qua ăn sinh nhật của chị. Em bữa đó có nhậu. Em còn nhớ mày nè. Nhắc tao mới nhớ mà. Đó, đây bữa còn giữ nè. Ngay đây nè. Đây là ngay đây nè. Bữa đó chơi trò chơi đồ. Đó, ngay đây. Trò chơi vui nhộn rồi, trời ơi là trời. Đó, để đây là xong rồi. Bia với rượu pha vô đây. Mình tổ chức uống rượu cần sinh nhật đi nào. Yeah yeah. Hôm bữa là chị uống trước là tại đúng rồi, sinh nhật chị. Ừ đó. Đó, chị uống. Đó, đó là đó là kính lão đó, coi thấy anh uống. Đó, ngậm vô uống. Đó tới em là em nhỏ nhất nè, đó. Đó là 2 bữa trước mà. Ngu! Nó nhậu hơn nữa rồi. Mày ngu, đứng xa xa nói được rồi. Bây giờ múc luôn, múc luôn. Nó đậm hơn. Tại sao lại trời ơi? Mấy giờ... người sao á? Ừ, mệt quá tôi hai vạch đó, tôi ép không đó. Cái trời ơi, mấy người. Thì biết là vậy rồi, bây giờ phải làm sao đây trời. Bây giờ gói quá, bây giờ rồi. Bây giờ em bây giờ không biết, bây giờ số quận em bây giờ em phải làm sao? Bây giờ mày muốn làm sao không? Bây giờ làm sao? Bây giờ mày đưa số điện thoại ba mẹ đưa mày đi. Đưa số điện thoại ba má. Ờ, để còn... tao điện ba má mày lên chở mày về. Thôi, đừng có như vậy, trời ơi. Ba má em biết chuyện này chết em luôn. Ba má em sẽ xa lánh rồi, ba má em sẽ về đồn. Đồn cả ở quê em rồi, mọi người sẽ đối xử em như thế nào. Em thấy cuộc đời em như thế nào anh ơi, không được. Cái này phải bình tĩnh lạc quan. Em coi coi báo chí em biết. Bình tĩnh lạc quan xử lý tình huống. Bây giờ mày có nhảy gì quá mày còn mệt thêm thôi. Bây cái bệnh này nó ảnh hưởng phổi mà, mày bớt nói càng nhiều càng bây tốt. Bây giờ đứng theo thứ tự luôn rồi đó. Số 0, số 1, số 2. Mình đứng như vậy đi. Mình đứng như vậy đi. Rồi. Mình đứng như vậy đi. Bây giờ em phải làm sao? Bây giờ ba đứa mình là chung một chiếc thuyền rồi. Bây giờ ba chúng mình phải làm sao? Đi chết đi chứ sao giờ? Anh im đi. Anh bậy bạ hết sức. Cái gì nó cũng phải lạc quan, yêu đời lên. Làm cái gì tự nhiên cái vậy đâu, đi chết. Có gì đâu mình phải tìm cách xử lý chứ. Này anh nói vậy? Mày điên hả? Mày điên hả? Đâu phải ổng nói. Tao nói rồi nè mày. Chứ ai? Nữa hả? Trời ơi, thằng trai đẹp trong xóm có duyên nè. Nó bị gì nè? Ông trời ơi. Sao nó kêu ông trời? Ông giết con chết luôn đi ông trời. Tại sao đối xử với con như vậy? Cái gì vậy? Em muốn chết. Hả? Em muốn sống muốn chết. Mày điên hả? Bao nhiêu ai, muốn ai sống? Muốn sống. Tụi tao đang muốn sống đây nè. Bây giờ cuộc sống của em nó vô nghĩa lắm rồi. Giết em chết đi. Bậy. Ê, không ai ngu giết mày. Mày tự nhiên mày xúi ở trong xóm thì giết mày, tụi tao đi ở tù hả chị?
Mày điên quá. Vậy là anh chị vẫn còn tình thương dành cho em. Con ơi. Mọi người thương em đúng không? Ừ. Cho em mơ một cái đi. Cho em mơ một cái đi nào. Đây. Chị mơ. Ê, ê, dán ra. Bà ra đây. Dán ra, bà biết. Bà đi. Sao? Mọi người yêu em đúng không? Thương em đúng không? Đúng. Cho em mơ một cái đi. Trời, bà đi theo tôi, bà đi theo tôi. Đi qua lắm. Trời ơi. Anh vô đây, đúng thứ tự. 0, 1, 2. 0, 1, 2, 3 được không? Bây, 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 đừng, bây, đừng, bây, đừng, bây, đừng, bây, đừng. Cái gì nó bây đừng. Cho em gia nhập với. Không, không. Bây giờ em đừng tính cái gì hết. Em chỉ tính là em nothing. Nothing and nothing. Em không thể, em muốn ôm anh chị. Đó, không có đường đi. Đi. Mày. Nó khao khát quá kìa. Nhưng mà bây giờ mày nghe tao hỏi nè. Mày bị cái gì? Mày nói tao nghe coi. Gì vậy? Bị cái gì? Em bị em. Hả? Em bị ép. Trời ơi, gì? Máy. Mày bị ép máy. Em bị ép A. Ép A là ép máy. Ép A là cô đơn. Trời ơi. Em bỏ một cái đi. Né ra. Từ từ. Ép A là cô đơn. Cô đơn. Cô đơn á. Cô đơn không chết bằng Covid. Không. Mày không. Cô đơn mới chết. Sống một mình không tồn tại được. Em đi chết đây. Mọi người không thương em đi chết đây. Thôi sang này nó đòi chết hoài vậy trời. Giờ... bao nhiêu người muốn sống mình về đi. Mọi người có thương em không? Thương. Thì cho em một cái. Thương thì bây giờ tao nói mày nghe nè. Bây giờ mày thất tình. Mày muốn chết nhưng mà bây giờ á là mày vô nhà mày khóc đi. Rồi từ từ mày chết. Mày sáp vô bộ ba này mày còn chết nhanh hơn đó. Không. Ngay lúc này đây em cần một bờ vai. Trời. Một bờ vai của một người đàn ông. Em ơi đừng đừng. Bây giờ em hãy đi mượn một bờ vai lạ của một người đàn ông nào đó đi. Nó đổi giới tính rồi, nó mới cần một bờ vai của người đàn ông đó. Thôi. Thế sao? Gì? Người đàn ông để đồng cảm với em, hiểu không? Nhưng mà bây giờ thời điểm này tao khuyên mày, anh lại mày. Mày vô trong nhà, mày đóng cửa, mày ôm gối ôm, mày thế cái bờ vai đó đi. Nhưng cái đó không thể nào thay thế được. Em cần một con người thật sự. Chứ nếu không có những cái bờ vai này thì mày sẽ làm gì? Em đi chết đây. Trời ơi, tội nó quá mà. Tội nó quá. Đây. Ôi, bà là một ổ. Gì? Bà làm một ổ rồi đó. Bây giờ là theo cấp độ đi. Từ nhẹ tới nặng. Đây, tôi sẽ là thi sinh trước cho. Hay quá anh Đạt ơi. Đây nè, bờ vai. Trời đất ơi. Đỡ chưa? Anh Đạt ơi, em cần cái bờ vai này nè. Thôi đi đủ rồi. Thoải mái chưa? Em thoải mái lắm rồi anh Đạt ơi. Tự tin chưa? Trời ơi. Đây nè. Mày giang ra đi. Anh có bờ đùi nữa. Ấp mặt vào đây. Ấp mặt vào đây. Không, anh còn trẻ lắm. Anh không phải là người đàn ông vững chãi. Em cần một người có kinh nghiệm. No, anh ơi. No. Anh lên dạ. Anh lên. Trời ơi, lên một cái. Nặng hơn rồi đó. Nặng hơn rồi đó. Ôi. Cái này. Dạ. Cái này là tự mày nha. Dạ, em cần. Không phải tao. Không phải tao đâu. Dạ. Ôi. Trời ơi, chữ phải. Anh ơi. Chữ phải thật là mạnh. Anh có tặng em cái gì không? Chia sẻ với em đi. Anh đã chia sẻ với em nhiều lắm. Anh không thể nào đếm hết được bao nhiêu đâu. Anh thôi, ơi, em làm vậy thôi. Anh có thấy là em ngốc nghếch lắm không? À, em không ngốc nghếch. Em nên vào bệnh viện tâm thần đi. Anh sợ em. Sống ở đời phải tự tin hơn. Em hư với anh. Em phải tự tin lên. Các anh tặng anh cái gì em chia sẻ hết rồi. Em nhận cái đó. Ôi. Tụi anh chia sẻ hết rồi đó. Mấy mà... người này làm cái gì á? Nhỏ không, đâu không, mang mang. Hai anh là đàn ông. Em cần một người phụ nữ. Trời. Mày ngu lắm, mày ngu lại đó. Đây. Mày ngu. Thương. Nó hôn ổ lắm. Luôn. Chị thông cảm. Hung em một cái. Dạ. Thương chị ơi, em quý chị thôi, quá. Không có gì hết. Có gì cứ nói với chị nè. Chị có gì cứ nói với chị. Dạ. Thương chị lắm. Chia sẻ với nỗi đau này. Thương, thương. Em đó. Cảm ơn chị đã chia sẻ cái nỗi FA của em nha. Rồi, ôm. Wow. Nãy giờ là bà chia sẻ cũng là mấy ngàn con á. Dữ lắm rồi, đếm không hết đâu. Chị thương em lắm, em bị FA, chị chia sẻ giùm em. Đúng rồi. À, em bị FA đó. Dạ. Chỉ là F0 chỉ đang chia sẻ với em đó. Bà đi đi. Trời ơi. Trời ơi.
Bà làm cái gì vậy? Trời ơi, may là người quen chứ người lạ người ta giết nó rồi. Nó quăng tôi như một con cúp bế. Chị bị ép không hả? Trời ơi, chị ác lắm, chị tàn nhẫn, chị dã man lắm. Chị ơi, tại sao chị ích kỷ như vậy? Biết mình ép không rồi thì chia sẻ với em làm cái gì? Thôi mày đừng chửi bà nữa. Qua đây, qua đây. Chị làm vậy là chị phải có tình thương dành cho đồng loại của mình chứ. Chị làm vậy tôi khởi kiện chị đó nha. Tôi khởi tố chị luôn, chị sẽ đi tù. Thôi đánh đi. Mệt mấy người quá. Hồi nãy giờ tôi quạo lắm rồi nha. Ai nói với mấy người là tôi bị ép không? Ai nói? Thì rõ ràng. Bà nói tôi rõ ràng. Hai vạch đi rõ ràng. Hai vạch đây nè. Đây nè. Mày né ra coi. Nè đây rõ ràng hai vạch của bà. Theo thứ tự luôn nè. Đó là anh nè. Đó hồi nãy là anh là gì nè. Đây là F1 nè. Nè tôi nè. Là bây giờ mày biết tự làm luôn chưa? Bà đó, đó, đó là bà F0. Mày không làm được chữ F à? Trời ơi. Bây giờ em quẹo đó, luôn đó, chị đó. Đúng rồi đó, đó, đó. Trời ơi. Nó là như vậy. Mấy người. Cả xóm này bây giờ đi tu hết rồi. Ai cũng bắt ấn hết. Mấy người vừa vừa phải phải thôi. Đúng là cái này là của tôi. À không phải, đúng là cái này là tôi cầm thiệt. Nhưng mà nó không phải là của tôi. Tôi nói cho bà nghe nè. Bây giờ bà đừng có giấu giếm nữa. Bà làm như vậy á là bà hại cả cái xóm này đó. Đúng rồi, mình phải có trách nhiệm chứ. Đã bị như vậy thì mình phải biết, mình biết, mình biết là mình bị vậy mình chữa. Chứ bây giờ cầm trên tay của mình là nó nói không phải của mình còn giấu giếm gì nữa. Mày coi nè, bà bị hai vạch gì đó, cầm trên tay của bà bởi vậy. Mày ăn thôi đi. Quá đáng vừa phải rồi, cuộc sống không có lòng tin dành cho nhau. Tao bị điên hả? Cái này phải của chị đúng không? Đúng. Đúng rồi. Mình... cái này là của em. Hả? Dừa, cho bà dừa nghe. Trời ơi. Trời ơi trời. Cái này của em. Sao ngựa về ngược vậy? Vậy là nó rồi. Hèn gì mày về mày cảm thấy mày đau đớn trong lòng khi mày hại cả cái xóm này. Cho nên mày khóc lóc rồi này nọ đặng mày lây hết cái xóm này đúng không? Tại sao mày sống không có ý thức gì vậy? Tại sao kỳ lạ vậy? Em có ý thức lắm. Mày biết như vậy? Không, mày chờ mày. Đứng đi, đứng đi. Đi. Mày ôm trời bà ơi, đi. Trời hồi nãy là đúng là thiệt tôi dại dột tôi ôm nó rồi thì xèo. Thằng này mày quá đáng vừa hả mày? Mấy anh chị làm sao á? Sao vậy? Sao vậy? Cái này đúng là của em. Thì của mày, thì mày đã biết mày vậy. Nhưng mày còn về mày ôm. Em nhặt ở ngoài cổng nhà trọ của mình. Lại một người nhặt. Em ý thức, em có lấy chai cồn, em xịt đàng hoàng. Em lấy cái đồ gấp, em gấp, em bỏ vô đây. Nha. Em bỏ vô đây, em định đem đi quăng vô thùng rác. Nhưng mà chưa kịp quăng á, cái tự nhiên nghe điện thoại của ông bồ em. Em vội vàng em quăng xuống vậy đó. Cái giờ chị Linh chị lấm cầm lên. Cuối cùng của ai không biết luôn. Trời ơi, làm hồi nãy giờ né nhà muốn chết luôn à. Vậy là cái này không phải là của chính bản thân mày. Không. Cũng không phải là chính bản thân bà. Không. Hai người đều lụm hết. Đúng rồi. Cái này là do cái người vô ý thức. Đúng rồi. Làm cả xóm hết hồn. Trời ơi, biết vậy được khỏe người quá đi. Vậy khỏe rồi. Khỏe quá. Lát hồi mình đi dục. Lát hồi mình đi dục mình đốt. Thôi. Trời ông nói thất tình, nó thất tình đó. Đây đây. Thôi lên đây chia sẻ. Trời ơi, trời ơi. Bây giờ cả xóm mình yên rồi. Có thể ngồi nói chuyện rồi. Ha. Khỏe phào. Hú hồn, hú hồn. Bây giờ là mày muốn chia sẻ bao nhiêu cũng được nữa. Bây giờ mày đang ép a. Thiệt tình. Mọi chia sẻ bao nhiêu. Đang không có ép gì. Ừ. Thoải mái. Khỏe phắn đi. Mày có thể chia sẻ 2 giây, 4 giây, 6 giây, 8 giây, 10 giây tao cũng chia sẻ rồi nữa. Có gì nữa. Đây là tình cảm nè. Đúng rồi. Cả cái xóm này. Ôi trời ơi. Em quý mấy anh chị lắm. Nói nghe. Bây giờ á, cái chuyện như thế nào? Sao? Em nói đi. Để anh chị có thể chia sẻ với em được chút nào thì chia sẻ. Em kể đi. Tại sao? Tại sao mày ép a? Tại sao người yêu mày bỏ mày? Mày cứ kể thoải mái đi. Bộ em quá đáng lắm anh ơi. Cứ kể đi. Cậu. Mày nhúng quá cái giọng nó khó nghe gần chết à. Em thư giãn cho nó để... Thôi nó... khỏi đi. À, khỏi ha. Để im cho nó nói. Rồi nói đi. Rồi sao? Hai tuần nay em về quê em lo công việc dưới quê á. Ừ. Giải quyết công việc xong rồi. Ừ. Em nhớ bồ quá. Ừ. Định gọi điện thoại lên thăm nó. Ừ. Chưa kịp gọi nó gọi về em. Nó nói tôi không muốn gặp mặt ông nữa. Ông ở dưới quê luôn đi, đừng bao giờ lên đây nữa. Mẹ, sức mẹ, sức mẹ ha. Tội nghiệp vậy, quen nhau mấy năm trời. Sao tự nhiên nói chia tay trong vòng có 2 tuần lễ vậy? Buồn chứ anh. Nó bị cái gì nó có. Em lần lần em bắt xe lên đây liền luôn. Em đi tìm hiểu, em gặp con bé bằng thân luôn. Em hỏi tại sao vậy, tại sao cô ấy không muốn gặp tôi. Bé trả lời bạn em đi cách ly rồi. Cách ly là sao? Vì ép không đi cách ly rồi. Ô, cá à, ô.
Sao nó cứ vòng vòng ở đây hoài vậy trời? Sao nó cứ vòng vòng, nó quẩn quẩn ở đây hoài? Trời ơi, bây giờ tôi mới biết cái dịch vật đó là cái gì. Sao nó cứ vòng sao vòng? Sao mày ác vậy? Hả? Em làm gì ác? Con bồ mày ép không? Ít nhất về đây mày cũng phải có ý thức. Mày né ra. Tao đã né được cái chuyện này rồi. Mà mày, mày vẫn không cho mọi người né cái chuyện của mày. Hả? Sao mày ác như vậy? Em bình thường mà. Bình thường con khỉ không? Không sao được. Mày điên hả? Nãy mày về mày mạnh miệng, mày chửi bà này. Trời ơi, bà làm vậy, bà sẽ bị chi tố đó. Bây giờ mày làm vậy, tao chi cho mày. Mày giao tiếp với em không mà mày nói mày bình thường là bình thường. Hay quá, chứ tao chi cho mày ly sinh tố quá. Ủa, hai tuần rồi em chưa gặp mặt bồ em. Hai tuần là 14 ngày đó. Ừ. Đấy, khoảng thời gian là cách ly đó, là nó không gặp mặt bồ nó. Mà... Ê. 14 ngày rồi. Nó lại bay ra khỏi đây nữa rồi. Ồ, nó cứ bay vào đây rồi, nó bay đi. Bà cô ấy, bà như là một cái vong đó nha. Dập bà chiều. Cứ bay lờn vờn ở trong xóm này, rồi bà cô ấy lại bay đi. Ôi, bà cô Vi thiệt là vi diệu. Hay thiệt. À, 14 ngày rồi hả? 14 ngày. 14 ngày chưa gặp mặt bồ luôn. Vậy là không sao rồi. Bây giờ mày phải nói rõ ràng chứ. Chuyện gì nó cũng phải rõ ràng, nói chuyện lúc rõ nãy anh chị có nói rõ rồi, tại anh chị sợ quá, tâm lý anh chị lúc nào cũng sợ hết. Đúng phải rồi. Bình tĩnh với mọi tình huống, hiểu không? Đúng. Bình tĩnh lúc nào cũng bình tĩnh nè, mấy nay nè tao nhức mình nhức mẩy nè, tao hay ho nữa. Mà tao vẫn bình tĩnh có gì đâu. Trời ơi, bỏ quay lại nữa rồi. Trời ơi, bây giờ mọi người nghe tôi nói vậy nè, khổ quá. Bây giờ á, quan trọng là chúng ta phải bình tĩnh. Tại vì bây giờ á, mật độ vaccine á, nó cũng đã phủ rộng khắp rồi đúng không? Lo gì nữa, có dính đi thì cũng bị nhẹ. Nhưng mà quan trọng là mình không được chủ quan nha. Đúng rồi, quan trọng là đây tình người ở đây sớm nhỏ mà vui. Trời ơi, có dĩa xoài đây ngon quá. Không mà tụi hợp ăn xoài đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Lâu lắm rồi mới ăn xoài đó. Rồi là tụi hợp ngồi ngồi với anh đó. Xoài này là chấm với muối nè. Còn cái này là giờ chấm với gì kì. Quá ơi. Chương trình Paris by Night Thiếu Vương Hội được bảo trợ bởi Diamond Sponsor iGel Beauty. Paris by Night 135 từ công phụng trên ngọn tình sầu được bảo trợ bởi Tập đoàn Tân Hiệp Pháp, D&D Gel, Lexor, Dr. Sam và Mabby. Mà cái sofa khổng lồ như vậy, trái nhà rồi sao ra hẻm được biết nữa. Có ai ở nhà không? Ai nói chuyện xui xẻo dữ vậy trời? Hi everybody. Em chào nhỏ. Nữ, cái gì? Cho cô gặp người lớn được không? Cái mặt tôi già nhất nhà này rồi đó. Ủa già hả? Sao thấy làm như 12, 13 tuổi mà. Nhìn kỹ giùm cái. Ha. Nhìn xa xa tưởng là học trò middle school, nhìn gần là biết middle age rồi. Nhiều. Ủa rồi tới coi bói hay là coi mắt tôi mà hỏi nhan sắc tôi dữ vậy? Khoan, nhưng mà xin lỗi già thì như vậy là người tôi này... là cậu Tơ nè. Ô, cậu Tơ. Trời ơi, bạn bè tôi nói là cậu là coi bói linh thiêng lắm. Đây nè, hôm nay tôi muốn vô tôi hỏi. Nữ im đi, nhìn mặt nữ thôi là biết nữ tới đây kiếm cậu coi gì rồi đó. Ủa, biết liền vậy đó hả? Mở cây quạt này ra nghe. Nhìn mặt nữ là biết tới coi tình duyên hay là gia đạo. À, coi gia đạo phải không? Đúng nhận sai từ từ cãi cậu nghe. Ủa im re vậy? Tại cậu nói sai là từ từ cãi, bây giờ cãi nè. Không phải là coi gia đạo. Ủa chứ coi cái gì? Coi tình duyên. Thí dụ coi tình duyên xong hợp ý ưng bụng có cưới ta làm vợ chồng không? Nhào vô lấy liền. Là gia đạo rồi đó. Cãi cậu không hà. Thôi, cậu nói hay quá. Nhưng mà khoan, cậu trước khi coi đó, cậu cho tôi hỏi cái này chút xíu nha. Cậu ơi, tôi thấy đi từ hẻm vô đây thấy cái chỗ này nó quen ghê gớm lắm. Ừ. Có phải ngày xưa ở cái chỗ này là cái trường học cũ không? Đúng rồi, ngay cái góc này xưa là trường làng đó. Học sinh học đông lắm. Vậy hả? Sau này giải tỏa, nhà dân mới mọc lên. Trời ơi, vậy là đúng rồi. Đây nè, cậu tôi cho, đây nè, cậu biết không? Đây nè, nhìn qua cái cửa sổ nhà cậu. Ừ. Trời ơi, hàng xóm nhà cậu sao nó nhiều dữ vậy? Hàng xóm tôi được cái nhiều chuyện bu đông lắm.
ai cũng giòn tôi với cậu hết trơn ha. Ừ. Đây nè, tôi nói cậu nghe nè, nhìn ra đây nè nha, vậy là đây là đúng là cái trường cũ của tôi rồi. Ừ. Nhìn ra đây là cái cây phượng vĩ. Đó. Đúng rồi, góc này trồng phượng nhiều lắm. Đó, trời ơi, phượng nó nở rực à. Rồi ve sầu kêu vênh vác, trời ơi, cái mùa hè tới đó cậu. Rồi, bên cái cây phượng vĩ tôi nhớ là người ta hay bán hàng lắm. Ừ. Đây có một cái xe, ngày xưa người có một cái xe bán thuốc lá. Đúng rồi, đúng mấy không? Góc Sài Gòn mình xưa xe thuốc lá nhiều đúng lắm. Đúng rồi, ở dưới người ta bày những cái hộp thuốc lá. Ừ. Còn ở trên thì người ta treo toàn ten trồng. Đó. À, mấy cái áo mưa. Đúng rồi. Áo mưa mà một người xài đó. Không, tụi tôi xài hai người. Trời đất ơi, là thiết kế một người cho an toàn, bà xài hai người tại quầy rồi sao? Không, xài hai người vẫn đủ mà, treo toàn ten đủ màu hết á. Không, mấy cái màu cơ bản đâu ra đủ màu. Mấy cái áo mưa một người bỏ vô bóp mình á. Không, áo mưa tôi bỏ vô cốp xe. Bà quê mùa nữa, áo mưa phải bỏ vô bóp, đem theo bên mình lỡ cấp bách rút ra xài còn kịp. Chứ bỏ vô cốp xe không lẽ mỗi lần nổi hứng lên kêu bạn đợi trong phòng, rời khỏi giường ra bãi xe lục 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 bạn mình mất hứng rồi sao? Trời, cậu không biết rồi, chờ đợi là bơi mình trong hạnh phúc. Hồi xưa tôi nhớ là lúc mà tôi yêu đó, tôi thích nhất cái hình ảnh mà anh ấy đứng lục cái áo mưa ra, lấy cái áo mưa ra, bung ra, cả hai đứa cùng xài chung. Trời đất ơi, áo mưa mà hai đứa xài chung. Mà tôi nhớ cái thời đó, làm như chúng tôi mới yêu nhau đó, ngày nào cũng xài áo mưa hết cậu. Trời đất à. Ơi, ngày nào mà cũng xài áo mưa. Đúng rồi. Trời, cặp đôi bà sung mãn dữ vậy đó hả? Không có, bởi vì Sài Gòn thời đó nó mưa dữ lắm, tháng 7 mà. Khoan, ý bà nói cái áo mưa gì? Áo mưa cái lúc trời mưa. Trời đất, áo mưa lúc trời mưa hả? Ừ. Tôi tưởng đang nói cái áo mưa lúc mây mưa với nhau. Ừ, trời ơi. Để hiểu lầm lắm à. Trên đời có hai loại áo mưa, mặc khi xuống phố và mặc khi lên giường, hiểu không? Một loại thì chống nước chống sình, một loại thì phòng chống bụng mình phình ra. Đúng rồi đó. Tự hiểu ý cậu đó nghe không? Đây nè cậu, dạ à, hôm ấy cho tôi cúng lễ mấy cây nhang cho thần thánh. Đi coi bói mà cúng bói nhang, bộ tính coi chùa hay gì? Ủa là sao? Phải có tiền lễ đặt lên chứ. Ủa, tượng thần thánh là ăn nhang là đủ rồi. Thần thánh thích nhang, thần thánh no. Dạ. Tôi thích nhang, tôi nám phổi, tôi chết. À, tôi hiểu rồi. Dạ, dạ. Con nói thầy nghe nè. Nếu mà thầy làm cho mà nó linh hiển cuộc đời con thì cỡ nào con cũng đặt hết á. Mà tôi nói cho nữ nghe nha. Thần thánh tôi thờ xa lắm, thờ tuốt ở bên Tây, ông Tơ bà Nguyệt đó. Trời mỗi ơi. Lần về xong mà rước đi là giá khứ hồi, hạng thương gia không đó nghe. Đặt một chiều tôi không có coi được đâu. Thôi được rồi, mấy chiều cũng được, miễn là linh thiêng là được rồi. Rồi muốn khấn gì khấn đi cậu. Dạ, coi cho. Bây giờ khấn ha. Ừ. Dạ con bắt đầu con khấn nha cậu. Ừ. Dạ. Con nói mình làm sao cho nên tụi con mà xong. Dạ con này con làm sao cho con có thể làm được như thế là những ý của con mà cậu nói nha. Dạ xong rồi đó cậu. Mụ nội tôi cũng không nghe được nữa. Sao vậy? Bà khấn trong họng ai nghe? Trời ơi, thần thánh mà, nói cỡ nào thần thánh cũng nghe hết á. Dạ thưa nữ, thần thánh lớn lắm rồi, 500-700 tuổi rồi, lãng tai rồi. Phải nói rõ, tôi nghe rõ, tôi tâu lại với bề trên ta nghe. Trời ơi, dạ thôi nói lớn lên luôn ha. Ừ. Dạ thường thường chứ con cầu khẩn là con hồ ẩm trong miệng không à. Dear Mr. Spider and Mrs. Moon. Bà điên hả? Dạ sao? Bà khấn gì vậy? Ông Spider là tơ mà Moon là Nguyệt, là ông tơ bà Nguyệt đó cậu. Trời ơi, tôi thầy bói, bảo kêu Spider, tưởng Spider-Man người nhện không đó. Không, ông Tơ bà Nguyệt. Tôi không biết tiếng Anh, không tiếng Việt đi. Dạ, dạ, thôi là tiếng Việt, trời ơi, cậu khó quá. Dạ, ông Tơ bà Nguyệt ơi, con tên là Kimberly. Gì Kimberly? Không, tên Mỹ, con Việt Kiều mà, Kimberly. Kimberly à? Dạ. Thực sự ra là con mấy chục năm rồi, con ở xa con về, con muốn tìm lại người yêu cũ. Ừ. Bởi vì con nghĩ là chỉ có người yêu cũ mới yêu con say đắm, chân thành mà thôi. Ừ. Dạ, vậy con cầu ông Tơ bà Nguyệt làm sao để xe duyên lại cho tụi con. Bởi vì nếu có điều gì vĩnh cửu thì con chỉ xin là chỉ là tình yêu của chúng con mà thôi. Dạ, con cảm ơn ông Tơ bà Nguyệt, con cảm ơn cậu Tơ giúp giùm con. Cái gì vậy? Cậu Tơ nói cái gì vậy? Cậu nói gì vậy cậu? Nói tiếng bề trên. Hiểu. Chừng nào mà thành người bề trên như bà hiểu. Thắc mắc quá. Nữ ở đâu? Cali. Con này Cali. Cái ông kia ở đâu? Cà Mau. Cái áo mới Cà Mau.
ơn trên nói cho biết đó nghe, sẽ gặp lại đó. Trời ơi, thiệt không cậu Tư? Ông quên là cậu ta, tôi thiệt hả? Trời ơi, mà chừng nào chừng nào mới gặp lại, hỏi giùm con đi, hỏi giùm con cái. Mình là quen. Sẽ sớm thôi. Sớm mà, trời ơi sớm. Trong ngày hôm nay đó. Hả? Trời ơi, thôi đừng giận mặt con cậu Tư. Có không? Trong ngày hôm nay luôn hả? Ừ. Trời ơi, nhưng mà ở đâu? Hỏi giùm con cái ở đâu? Đi coi bói, đừng hỏi nhiều quá, tôi bí. Hả? Ủa? Không phải, ý là thiên cơ bất khả lộ, bí mật. Trời ơi, nhưng mà gặp là khi nào? Sáng, trưa, chiều, tối, khi nào gặp vậy cậu? Ủa thoảng thoảng á. Cái gì? Bây giờ nói cho nữ nghe. Dạ dạ. Đem phép về đeo vô đi. Dạ. Cái sợi chỉ đỏ này đó. Dạ. Sợi chỉ tơ hồng đó nghe không? Đeo ngón áp út đi. Dạ, trong dạ. Vòng 9 phút gặp lại người yêu cũ. Cái gì? 9 phút hả? 9 phút. Trời, làm gì có chuyện đó xảy ra. Trời, bây giờ làm sao mà 9 phút mà gặp được ở đâu hả? Dạ, tôi lại bà. Dạ. Không biết tôi coi hay bà coi nữa. Bà làm ơn trong vòng 9 phút rời khỏi nhà, chạy thẳng ra đường, thế nào cũng gặp. Bà dạ. Đứng ở đây là hồi sau 9 phút người yêu bà là tôi luôn đó. Đừng. Dạ thôi, dạ thôi, dạ dạ dạ, con cảm ơn cậu, con đi liền. Dạ con cảm ơn. Dạ con đeo vô rồi. Trời, giờ còn 8 phút rồi đấy nè. Khách cậu Tơ ơi, cậu Tơ. Tỉnh người khùng. Cậu Tơ có nhà không cậu Tơ? Ai vậy? À. Khách quen. Dạ, cho gặp cậu Tơ. Tôi nè. Dạ con thấy tưởng là cô chứ. Mới sắm cặp chân mày tài lộc nhìn không ra phải không? Dạ đúng rồi, bữa nay nó sao nó đậm dữ thầy. Đi tái khám về hả? Ồ sao thầy biết hay vậy? Thì lịch của ông tôi biết mà. Dạ. Sau này doctor nói làm sao tin dạ. Không? Dạ, doctor mới cho biết là bệnh nhẹ hết rồi thầy. Mấy cái bệnh nhẹ hết rồi hả? Dạ. Nhờ ơn nhờ phước cậu đó nghe. Đêm nào cậu coi ngày tháng tên tuổi, lập đàn cầu an mỗi ngày đó. Bệnh nhẹ hết nhờ ơn cậu đó. Nhưng mà bệnh nặng còn thầy. Bệnh nặng còn hả? Dạ. Yeah. Tại cậu không nói sao cậu biết? Tại vì bình thường là bệnh nhẹ cậu cầu an thôi. Giờ còn bệnh nặng phải không? Dạ. Yeah. Để vài bữa cậu cầu siêu cho. Cậu. Cầu cầu tiêu, cầu tiêu tan bệnh tật. À, dạ, cầu tiêu tan thầy nói lẹ lẹ chứ thầy nói ngắt con hơi giật mình. Ừ. Dạ. Thôi bây giờ sao? Tới thì, cậu chi? Dạ bữa nay con cũng lại cái chuyện hôm nọ đó thầy. Ừ. Dạ. Là muốn gặp lại cô ấy sau mấy chục năm xa cách đúng không? Ông Trọng muốn gặp lại bà Kiều phải không? Dạ. Thôi biết rồi, để tôi cầu cho. Dạ không phải. Chứ gì? Con lại đây để con cầu xin thầy làm sao thầy cắt giùm con. Ủa tôi thầy bói, đâu phải giải phẫu thẩm mỹ đâu trời. Dạ không phải. Tôi không biết cắt gì trên người ông đâu nghe. Dạ không, thầy hiểu lộn rồi. Dạ, con chỉ muốn xin thầy cắt duyên giùm con. Cắt duyên hả? Con không muốn gặp lại cô đó. Sao vậy? Sao mấy lần tới tha thiết lắm mà. Dạ. Kỳ bác sĩ trời. Vừa nói con bệnh nặng thầy à. Tự nhiên sau mấy chục năm không muốn gặp lại cô ấy nữa. Dạ. Bỗng chuyển hệ rồi hả? Không thích phụ nữ nữa, mê đàn ông rồi phải không? Trời đất ơi, nào giờ bóng lén bóng lút hả cha? Giờ bóng quang minh chính đại rồi phải không? Thôi được rồi thầy, cậu nói cái gì đó cũng được, miễn làm sao cậu giúp con cắt duyên giùm con. Là không muốn gặp lại hả? Dạ nhất định không muốn gặp lại thầy. Sao nhiều chuyện quá vậy không biết nữa à. Đây nè, cái dạ. Sợi chỉ thì tôi cầu duyên đeo vô người hả? Mỗi ngày đó. Không, bây giờ cắt là không gặp lại nữa đâu đó. Sắp gặp rồi đó mà giờ kêu cắt đó. Dạ thầy cắt. Bây giờ suy nghĩ kỹ chưa? Kiếp sau mới gặp lại đó nghe. Suy nghĩ kỹ đi. Thôi cắt luôn rồi. Rồi suy nghĩ chắc tới sáng mai quá. Vậy là được rồi hả thầy? Không bao giờ gặp lại nữa, kiếp sau mới gặp đó. Đổi ơn thầy. Ngồi nghỉ ngơi chút xíu dạ. Đi. Dạ dạ dạ. Dạ thôi chết rồi. Dạ dạ tôi quên cái bóp. Dạ dạ xin phép cậu cho tôi. Cậu chưa đụng tay vô nghe. Nữ lấy đi. Dạ dạ không có gì trong đó. Dạ cho xin phép. Ông anh cho tôi xin lấy. Cái này hả chị? Dạ 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 dạ. Dạ. Cảm ơn ông anh. Trời ơi. Anh Trọng. Má này làm hết hồn nè. Kiều. Ông điên rồi cha. Ông uống thuốc vô đi quán gà rồi đó. Bả tên Kimberly chứ không phải tên Kiều. Không phải. Tôi tên là Kiều. Qua Mỹ vô quốc tịch mới đổi là Kimberly. Kiều. Trời ơi anh Trọng, trời bao nhiêu năm nay mới gặp là được anh. Trời em mừng quá. Trời ơi. Trời linh quá, đúng 9 phút rồi. Ủa tôi coi linh gì hết trời. Trời ơi. Bình thường coi trật không đó. Trời ơi anh Trọng ơi. Trời ơi. Ê nói nghe. Bây giờ hai người gặp lại nhau mừng quá vậy. Dạ, đúng rồi. Mà xa nhau bao nhiêu năm rồi? Dạ 40 năm. 40 năm. Dạ. Còn thương nhau thấm thiết đi tìm nhau vậy, mắc gì xa nhau? Tại anh đó. Tại em, tại cổ. Tại anh. Tại em tại chứ. Ông bớt cãi lộn lại đi. Cái cách cãi lộn của hai người làm mấy cái đứa nhiều chuyện như tôi bực mình lắm.
không biết rõ câu chuyện nó đi kể là ai, hiểu không? Bây giờ nè, không lẽ giờ biến về thời quá khứ để coi lý do có ai đúng ai sai? Thôi giờ như vậy không cần biến, tụi tôi diễn lại ngay tại chỗ để cậu biết mà cậu phán là ai đúng ai sai. Làm lại cậu coi đi nha. Anh nhớ không, cái chuyện mà trong quán cà phê 40 năm về trước, anh nhớ không? Chuyện xảy ra đó. Quán cà phê. Làm sao mà quên được. Rồi, đúng rồi, mình nhớ nha. Mình làm lại cho cậu tôi coi nha. Bây giờ diễn lại cảnh đó phải không? Đây, 40 năm về trước. 40 năm về trước? Cái thời hai người còn đi học đó hả? Nhưng mà cách đây 40 năm tôi chưa tồn tại trên đời mà trời. Tôi đứng đây tôi làm gì? Bán cà phê, cô gái bán cà phê. Được làm cô gái bán cà phê hả? Rồi. Mời quý vị coi lại cảnh quán cà phê cách đây 40 năm về trước. Anh. Em. Tay. Này tay nắm tay. Khoan đã anh. Vậy 18 tuổi em phải nhảy chân sáo nha anh. Rồi, bắt đầu. Anh hát lại đi anh. Một chiều êm, dạ, tay đang tay dìu nhau trên lối. Em. Dạ cái gì anh? Anh đã định hát thế là đưa em đi nhẹ nhẹ vào đời em nhảy, kiểu đó nó không hợp nhạc. Làm lại. Làm nhẹ phải không anh? Dạ dạ. Một chiều êm, tay đang tay dìu nhau trên lối. Nhảy cái này là tới mai. Đưa em đi nhẹ nhẹ vào đời. Bằng vòng tay tôi nâng niu mùa xuân của tôi. Đưa em vào ngày tháng vỗ về. Rồi, ngồi xuống đây đi. Ngồi anh. Đây vỗ về đi em. Dạ. Anh. Anh nè. Nhưng mà em giận anh rồi đó. Giận cái gì? Tại anh biết không, nhà mình đó, ở trường mình nó có cây phượng đi kìa. Em nói anh trèo lên hái bông phượng về cho em ép. Em làm con bấm mà anh không chịu gì hết trơn à. Mấy kỳ trước anh hái rồi, anh hái gần hết cây phượng, da sầu nó hết kêu đó em nhớ không? Không, nhưng mà này còn nhiều lắm, anh lo anh chơi banh đũa không, không hái gì trơn trụi á. Con bấm rồi kìa, em hái để em ép lưu bấm ngày xanh. Bấm là cái gì vậy? Là con bấm bấm vậy nè. Con bướm á hả? Thôi đi, đừng có bấm bấm gì nữa hết á. Sao vậy? Thì anh để anh đi bắt bướm thiệt cho em đi, hơi đâu mà bác mà hái bông phượng rồi. Ôi, làm cái gì? Cậu nó sắc xanh anh ơi, em chỉ muốn bấm phượng thôi. Thôi được rồi, cái gì cũng em được. Em dễ thương quá, em 18 tuổi dễ thương quá. Em dạ anh chị, uống gì bán cà phê nè. Anh chị uống gì? Cho ly cà phê đen đã. Anh cà phê đen? Ừ. Chị uống gì chị? Chị uống gì em vô em làm. Em vô pha nước cho chị uống gì? Anh ơi, chở bạn gái về cậu gió đi anh. Chị trúng gió á khẩu rồi anh. Em sao vậy? Em bình thường. Ô, chị bình thường. Em tưởng chị câm không á. Chị, vậy chị nói được, chị nói cho em biết chị thích uống cái gì. Cái món mà tôi thích á, ảnh biết á. À, dạ. Anh ơi, bình thường chị uống gì vậy anh? Sao không hỏi cổ đi? Chị biểu em qua hỏi anh. Nhưng mà ai uống? Chị uống. Hỏi chị. Ai uống phải hỏi người đó chứ. Không lẽ bán xong ly cà phê thấp khớp luôn trời. Chị uống gì? Tôi nói anh nghe nè, người yêu phải biết người ta uống cái gì chứ. Khổ ghê, vậy là em thích uống cái món cũ phải không? Để tôi đưa ly xương sáo đi. Vô quán cà phê kêu xương sáo, coi ứa máu được chưa? Mà nói nghe, mới yêu nhau phải không? Đang yêu nhau mà ăn xương sáo, rồi sao sướng? Yêu nhau là phải ăn xương máu cho nó mau sướng. Thôi được rồi. Ông muốn xương sáo chứ tôi đâu muốn xương sáo. Thôi. À, không có xương sáo phải không? Không có. Để cho tôi ly cà phê sữa. Chỉ cà phê sữa. Tôi thích trà xanh. Lộn, trà xanh. Em hỏi thiệt, anh chị có đang yêu nhau không? Ông sao hỏi gì yêu chứ vậy? Em thấy không yêu hiểu ý nhau lắm đó. Mà cái dòng yêu nhau mà không hiểu ý nhau sớm muộn cũng chia tay hả anh chị? Thôi, vô duyên nha. Tôi nói vậy nha. Cà phê đen của anh, trà xanh của chị phải không? Anh nhớ là em thích uống cà phê sữa mà. Đâu có đâu, cái bữa đó là tại vì anh gọi thì em thương anh, em uống thôi. Bữa đó về trời ơi, em dành toilet với má em quá trời luôn á. Ủa chứ má em bị sao? Trời ơi thì đó, má em cũng dành toilet với em luôn. Tại ba em cũng pha cà phê sữa cho má em uống luôn. Thiệt là đó. Nè. Nước tới rồi. Cà phê đen của anh. Dạ, trà xanh của chị đây. Dạ. Cảm ơn em. Chị, nay nhân dịp gì mà mình đi chơi với nhau vậy chị? Chị ơi, chắc tôi dắt mẹ đi chăm cứu quá. Cái miệng im re hả? Anh, chị không trả lời em. Bữa nay nhân dịp gì mà đi chơi với nhau vậy anh? Tụi tôi đang dắt nhau kỷ niệm ngày quen nhau. Trời ơi, học sinh với nhau mà dắt nhau kỷ niệm ngày quen nhau. Vậy mình quen nhau lâu chưa? Lâu rồi. Bao nhiêu lâu anh? 3 năm. 3 tháng.
mới 3 tháng mày đặt kỷ niệm. Tại như thành tích kỷ lục gì ghê gớm lắm vậy đó. Em nói này nghe chơi chứ phải trụ đâu nghe. Hồi xưa cái lớp đi học của em đó, có mấy cái đứa mà quen nhau đó, mày đặt làm kỷ niệm 2 tháng quen nhau, kỷ niệm 3 tháng quen nhau, mà mấy cái đứa đó nha anh, không bao giờ lết được tới tháng thứ tư hết trơn trời á. Bữa nay kỷ niệm ngày mai hoài niệm liền vậy đó. Thôi. Mày đặt rủ nhau ra công viên chụp hình selfie đồ. Em nói nghe nha, yêu nhau chụp ảnh tràn lan, chia tay phải tốn thời gian xóa hình đó. Đừng có nói có huông nha. Ủa 40 năm trước đâu có vụ selfie đâu. Dạ em tưởng tượng. Sao vậy? Anh uống đi em. Ngon không? Em cà phê này ngon lắm đó. Uống đi. Chị ủa sao chị? Chị à, uống đi cưng. Tôi uống không có được. Ủa sao vậy anh thử coi. Uống bình thường mà. Sao vậy anh thấy có cái gì mà uống không đâu, được uống có gì không? Ừ. Anh uống được. Anh thấy ngon mà bình thường. Uống đi. Không có mở nắp chai sao uống được. Ứa gan dễ sợ luôn á. Ủa chị có thể tự mở mà chị. Tôi không có thích mở bằng tay của tôi. Không thích mở bằng tay của tôi. Vậy chị mở bằng chân hả chị? Ủa cái này đi thi lập kỷ lục Guinness được luôn nè. Người phụ nữ đầu tiên tại Cali mở nắp chai bằng chân. Trời, cái gì vậy? Thiệt hả em? Vậy mỗi phút em mở được bao nhiêu cái nắp chai? Trời ơi, sao vậy vậy? Anh ơi, nói này không phải chơi cho anh dù duyên thiệt đó anh. Bởi vậy, trời, em nói thiệt với anh á. Em nói anh nghe nè, anh phải biết là người yêu anh thích cái gì, muốn cái gì chứ. Tự nhiên anh cứ hỏi vậy làm sao mà người ta nói cho được. Anh thì anh vô tâm vô tính lắm. Thì em thích cái gì thì em phải nói, em hiểu chứ. Tại em không nói làm sao anh biết. Người yêu thì phải hiểu nhau chứ. Thôi em thì em giận anh rồi á. Em đi về đi, em gọi má em đón em. Ủa khoan. Cái gì? Là chia tay vì cái nắp chai này đó hả? Bởi ông bà nói không sai mà, nhiều khi cái kẻ thứ ba không phải ai khác mà là trà xanh. Má ơi má, đón con về đi má ơi. Má. Ủa ông... ai vậy? Ăn cướp. Dừng lại. Ăn cướp. Anh nói ăn cướp. Thôi, đừng có làm gì. Trời, có ai thấy gì không? Hả? Ăn cướp đẹp trai quá má ơi. Trời, ăn cướp trời ơi. Cầu đi. Cầu trời khấn Phật cho anh ăn cướp không sao. Cái gì? Cầu trời khấn Phật cho người yêu tôi không có sao. Trời ơi, cái gì ghê vậy trời ơi. Cướp ở đâu mà vô nhà cướp ghê vậy. Có khi nào chồng bà đi theo thằng ăn cướp rồi luôn không? Anh tới rồi. Trời anh ơi. Anh Trọng ơi, chi vậy? Em đâu có cần cái điện thoại này đâu. Anh có sao không? Không sao, anh chỉ trầy chút thôi, không sao đâu đó. Xích dầu lát hết rồi. Bởi vậy mà bà, em nói anh nghe thấy không? Nè. Dạ. Người ta không biết mở nắp chai cho bà, nhưng ta hy sinh tính mạng vì bà chứ bộ. Tôi hiểu rồi. Anh Trọng mà em thương anh gì vậy đó. Em thương anh gì anh tròn tròn dễ thương mà lại còn lo cho em nữa. Ủa khoan, kết thúc hồi tưởng, quay về hiện tại đi. Quay lại đây. Rồi, thí dụ cái tình tiết lúc đó xảy ra bà phải động lòng yêu say đắm chứ mắc gì xa nhau. Trời ơi, tôi nói nghe nè, sau cái vụ mà cướp giật đó, tôi nhận được một cú phone của má tôi. Gọi anh chi? Gọi tôi về bắt tôi lấy chồng Việt Kiều. Rồi bà có đi không? Trời đi cho nên bây giờ mới tên Kimberly đó. Mà giờ má bà còn sống không? Ba má tôi mất hết rồi. Ê vậy má bà chết rồi kìa. Tự do tí với nhau đi đợi gì nữa. Đúng rồi đó. Em về đây là vì anh à. Anh Trọng. Kiều. Sao? Tới không? Nhưng mà trời ơi, sao ông này mệt ghê, sao 40 năm vẫn chậm chạp như thường. Sao nó lừ đừ vậy, nhanh lên lừ đừ. Nó nghe, ngồi xuống, bây giờ uống nước nói chuyện ha. Hồi nãy uống nước rồi mà. Ông bị khùng hả? Hồi nãy uống là cách đây 40 năm về trước. Bây giờ phải uống nữa chứ trời. Trời ơi, 40 năm mà uống có nhiêu đây thôi đó hả? Thì khác quá. Uống không anh uống gì? Cũng cho cái ly cà phê đen đá. Anh cà phê, còn chị? Trà xanh. Em nói thiệt với anh nha, cái trà xanh 40 năm về trước em qua Mỹ đó, em tìm lại nhưng mà không có cái trà nào bằng trà của ngày xưa hết trơn á. Sao vậy? Sao? Anh thấy Mỹ bây giờ nhiều lắm, chợ nào cũng có bán hết trơn á. Nào là number one này, đầy đủ, mà hương vị như ngày xưa. Ủa vậy hả anh? Trời ơi, tưởng đâu là quảng cáo không đó. Anh bên Việt Nam anh biết cái chuyện bên Mỹ hay quá ha. Bà con anh nói mà. Dạ trà xanh, thôi bây giờ uống gì nè? Hai món cũ phải không? Hai món cũ đi. Thôi sẵn nãy còn rồi uống luôn đi. Uống đi. Khỏi vô lấy. Vậy để anh mở nắp cho em nha. Ý, tinh tế nha. Sau 40 năm biết mở nắp cho bạn gái rồi đó. Bắt đầu thay đổi rồi đó. Daddy good. Anh uống đi. Uống đi. Bây giờ
Nãy uống mà bây giờ uống xong rồi mình làm gì nữa thầy? À? Uống xong rồi hả? À. Đi toilet đi. Dạ. Nói gì cũng nghe. Trời ơi sao ông khờ dữ vậy trời. Hỏi thăm đi, hỏi thăm nhau đi. Hả? Hỏi thăm nhau. Em nói anh nghe bao nhiêu năm xa cách rồi, giờ anh sao, vợ con sao rồi nè? Thì vợ còn chưa có nói gì con. Anh sao? Tức là anh còn ở độc thân mà. Anh chưa có đời vợ nào hết hả? Chưa em. Vậy có đời chồng nào không? Kiều, em có bị sao không vậy? Ôi, em giỡn, em gặp anh em mừng quá em nè, giỡn. Anh nói em nghe nè, vậy rồi mấy chục năm rồi đó, em đi lấy việc Kiều. Dạ. Rồi chắc bây giờ em cũng trải qua mấy đời chồng rồi ha. Nói nghe nè cha nội, vô duyên với ông là vô duyên trong máu rồi. Bữa nào rảnh rảnh đi lọc máu cho nó bớt vô duyên nghe. Thì mới đi lọc về đó thầy. Ủa mới đi lọc luôn đó hả? Dạ. Thôi đầu thai mới hết rồi. Nó nghe chị, ta con gái đàng hoàng, đâu có như đàn ông mấy người đâu mấy đời chồng, chính chuyên mà hai chị ha. Đúng rồi, tôi chỉ mấy lần đò thôi. Mẹ, thôi cũng bấy bá rồi đó. Nhưng mà bây giờ em vẫn một mình anh à. Ý, em vẫn một mình. Một mình mới quan trọng, tới với nhau, tới đi. Được không? Về tới đây là tới nè, anh. Nhưng mà... Cái gì nhân hoài vậy? Nhân hoài vậy? Thôi bây giờ uống xong rồi ăn ha. Đúng rồi, đồ ăn luôn. Đúng rồi, đói rồi, sáng giờ tôi đói quá rồi. Ở đây làm sao có cái gì ăn? Đâu, nhà ở tôi như nhà hàng vậy đó. Dạ. Bán đầy đủ hết á. Giờ anh chị muốn ăn gì? Ở đây có gì? Anh chị ăn phở hay là hủ tiếu? Phở. Hai cái phở. Tự nhiên điệu ngang xương vậy trời. Nó nghe cái mặt của chị nó chữ phở, nhìn nó thấy thương. Còn anh nói chữ phở nhìn thấy ghét dễ sợ luôn á. Thấy ớn lắm anh ơi. Vậy hả? Vậy bây giờ hai anh chị ăn phở phải không? Để em vô em nấu phở. Rồi em bưng hai tô phở. Ê! Làm gì né hoài vậy? Không có, tụi tôi nói bình thường thôi. Còn cái khẩu hình kia mà nói một cái răng qua tôi sợ răng chạm vô má tôi phải tránh. Chị nói quá à. Chị có tin em vô em lấy hầm răng phai nước lèo chị ăn không? Không cần đâu. Dạ. Xương heo. Trời ơi, cái hầm răng nhâm vô nó ngọt nước dữ lắm luôn á. Vậy giờ hai tô phở ha. Xin lỗi quý khách hết phở rồi. Cái gì vậy? Sao chào hủ tiếu với phở? Dạ nói cho có nhiều sự lựa chọn vậy thôi. Hả? Chứ quán còn có hủ tiếu à. Rồi thôi được rồi, hủ tiếu cũng được nữa. Cho hai cái hủ tiếu đi. Hai tô hủ tiếu. Rồi. Nè, nhưng mà ảnh ăn giò nạc nghe. À, còn của chị thì đừng có lấy hành xanh. Trời ơi, thuộc thói quen của nhau quá. Nhớ chứ. Em còn nhớ không có thích hành nạc hả? Dạ, em nhớ chứ. Dạ, anh cũng nhớ em không thích hành đó. Anh nhớ mà. Dạ, cái gì của anh em cũng nhớ hết trơn á. Anh cũng vậy mà. Rạc gì ạ? Ủa sao lại? Dạ, hủ tiếu có rồi nè. Hủ tiếu. Sao lẹ dữ thầy? Lẹ quá hả? Dạ. Rồi để em bưng vô 8 tiếng nữa em bưng ra nha. Ô, đừng, lâu quá là coi như bị rầy đó. Thôi, làm liền. Thời lượng có hạn là phải nấu lẹ, nấu chậm em bị chửi. Đúng rồi. Dạ. Ăn đi. Thơm lắm em. Dạ. Ăn đi em. Hủ tiếu làm như dầu thơm vậy, thơm lắm em. Trời, nước lèo nấu bằng gì ngọt dữ thầy. Nấu bằng. Đừng có nói là lấy nấu bằng răng thầy nghe. Răng tôi đâu phải mô hình đâu lắp ráp cái một trời. Mà đều ngọt á. Vậy hả thầy? Trời ơi ngọt thiệt thầy. Nè, trời ơi cái miếng bún này tôi thấy sao mà nó dẻo, nó dai như là cái miếng thịt vậy đó. Còn miếng thịt ta nghe, trời ơi nó mềm. Còn cái cọng giá sao nó xanh giống cái cọng hành thầy. Còn hành thì nó vàng như là hành phi vậy đó. Ngon lắm em, ăn đi. Ăn mấy muỗng đi anh, ăn thử mấy muỗng đi. Gắp cọng hủ tiếu coi ngon không. Trời ơi ngon lắm. Ngon quá thầy ơi. Cái nước lèo em pha bằng đúng một đậu cụ duy nhất mà. Dạ. Thầy đừng có nói bằng đường bột ngọt nha. Không, hàm xương đồ nhiều lắm. Dạ. Xương hàm đồ đó. Em ăn đi chứ. Sao vậy? Ủa chị ơi, sao chị không ăn? Chị ơi, hủ tiếu chị nở thè lè. Bà tôi nghe có ngày nói chuyện với bức tường quá. Nói nghe. Hả? Bẻ lại giùm cái cổ đi. Ngày xưa nó quay qua quay lại được, giờ lớn tuổi quay nó trật luôn rồi. Bình đặc. Ăn cái gì mà ăn? Để nở thè lè à. Không có đũa, lấy gì mà ăn? Trời ơi, đũa nè em. Chị ơi, chị bị đuôi hả chị? Đũa trước mặt chị kìa. Nhưng mà tôi không thích lấy đũa bằng tay của tôi. Ý sao quen dữ vậy trời. Sao 40 năm vẫn cái nết này vậy? Chị ơi, chị không thích lấy đũa bằng tay, chị lấy đũa bằng chân hả chị? Thôi
rồi đừng có nhắc lại chuyện cũ nữa. Em nói thiệt với anh nha, mấy chục năm nay em về đây em nghĩ là anh sẽ thay đổi. Mới đầu mở nắp chai mình cũng mừng mừng rồi đúng không, mình tưởng thay đổi, ai ngờ anh vẫn y nguyên như vậy à. Đâu có gì y nguyên đâu, anh đã mở nắp chai được cho em rồi mà. Mà điều thứ em muốn thì em chỉ nói anh thôi, đơn giản quá mà. Em mà nói thành nó sai khiến thì sao? Nhưng đối với anh nó là sự chia sẻ. Chia sẻ gì, anh vô tâm vô tính lắm. Thiệt thôi, em gọi Uber em đi về cho rồi đi. Ủa? Em không thể nào chịu nổi nữa rồi. Ê khoan khoan khoan, tự nhiên đi về vậy? Cái gì? Không, tôi phải đi về. Anh không có thay đổi gì hết. Khó lắm mới gặp nhau trở lại, không thể đi về được. Làm sao? Bây giờ sao ta? Bây giờ làm sao để giữ bà lại cho bà đọc? Ôi tôi đi về. Khoan khoan, đúng rồi. Lúc này phải xuất hiện thằng ăn cướp nè. Hãy có ai giật điện thoại bà. Cái gì? Đứng yên đó, tôi đi kiếm ăn cướp. Cái gì? Hả không, cái gì mà cướp bóc gì vậy? Có ăn cướp xuất hiện. Tôi đi về. Có ai rảnh giật điện thoại bà giùm tôi không? Ôi trời. Cái gì vậy? Ơi anh ăn cướp nè. Ăn cướp năm xưa. Ủa gì ăn cướp? Bạn bè tôi chỉ tôi tới đây coi bói mà thầy. Ủa sao ăn cướp vậy đi coi bói rồi? Ủa là ăn cướp cái gì? Không, tôi nhớ cách đây 40 năm theo cái lời của bà kể là có cái thằng đẹp trai y chang ông làm ăn cướp. Giống tôi 40 năm trước mà làm ăn cướp. Đúng rồi. Ông cố nội tôi. Trời ơi, ông cố nội tôi 40 năm trước là ăn cướp. Rồi, ông nội anh? Ông nội tôi hả? Ăn trộm. Còn ba anh? Ba tôi ăn giật. Trời. Rồi bây giờ anh? Tôi ăn năn sám hối. Bốn đời rồi mà. Hoàng Lương. Nhà Hoàng Lương hả? Vậy thôi tôi đi về. Khoan khoan. Quá. Cái gì? Đúng đó. Để tôi tính. Anh, bây giờ mình tạm ngưng Hoàng Lương đi anh. Mình trở lại hành động đi anh. Hành động gì? Giật điện thoại bãi giùm tôi. Ê, trời, tự nhiên cái giật điện thoại. Giật đi lát em coi bói free cho. Hả? Tự nhiên giật điện thoại mà được coi bói free hả? Được. Nhưng mà ngày hôm nay tôi tới đây tôi cắt duyên âm nha. Cắt gì cũng được. Bây giờ phải cắt được cho tôi, không thôi tôi cắt hai duyên dương của cậu đó. Vậy vậy? Giật điện thoại đi. Không, không ai mà giật điện thoại, cái gì giật cái gì của tôi. Thôi bây giờ giúp giùm tôi đi, tôi mượn cái điện thoại rồi xong. Vài năm nữa tôi trả cho. Rồi nhớ coi bói tôi nha. Thôi lượng sức mình đi anh ơi. Trời cái gì vậy? Thôi anh ơi, anh Trọng ơi. Anh Trọng, trời ơi, sao xuống người ta giật vậy anh Trọng? Nó Hoàng Lương rồi mà sao nó xô người mạnh vậy? Anh Trọng ơi, anh Trọng ơi, anh Trọng. Ê nó nghe. Hả? Ổng đang bệnh nhiều lắm đó, uống thuốc nhiều lắm đó. Trời ơi, tại sao cậu ác vậy cậu bắt? Anh Trọng ơi, anh Trọng. Anh Trọng à, em vượt dạng dầm em về đây để em gặp lại anh nè anh Trọng. Anh Trọng ơi, anh Trọng ơi, anh dậy đi anh ơi. Dạ, anh ơi, em về đây là để sống với anh. Tụi mình sẽ có nhau những quãng đời còn lại. Anh Trọng ơi, anh Trọng ơi, anh ơi em nói anh nghe nè, cái người nào mà xả thân để cứu em có nghĩa là em sẽ sống suốt đời với người đó anh tịnh. Em nói thiệt hả Kiều? Trời đất ơi, ổng như Hồi Dương vậy trời. Tại giờ tôi đâu, anh đâu có tờ xỉu gì đâu anh. Làm anh nghe em nói mà anh nghe hết đúng không? Như vậy nha anh, bây giờ mình về đây rồi, hai đứa mình cũng là luống tuổi rồi, hai người cộng lại cũng hơn 100 tuổi rồi, không mấy giờ cuối đời mình có nhau nha anh nha. Anh say yes đi nha. Không em biết không? Chết không? Bây giờ mỗi ngày anh hãy uống cả bụng thuốc vậy nè Kiều à. Trời anh ơi, lớn tuổi ai mà không uống. Một ngày em uống hai ba bụng thuốc luôn anh. Nhưng mà tại tôi cắt sợi dây chi giờ không tới với nhau. Nói lỡ không nói thể lỡ. Được Kiều à. Sao mà không được? Anh không muốn trở thành gánh nặng cho em. Anh rất là thương em. Đúng rồi. Ừ, nhưng mà chính vì thương em tụi mình không thể nào trở lại với nhau được. Ê, cái này là em ghét lắm đó nha. Em ghét cái kiểu mà vì quá thương em cho nên là coi như là buông tha cho em. Tôi ghét cái kiểu lắm nha. Cái kiểu rộng lượng kỳ cục. Đúng rồi. Thương nhau là phải ở bên cạnh nhau. Lo lắng cho nhau. Đúng không? Chứ thử mà thương nhau không ở bên cạnh nhau đi. Một mình cô đơn giữa đêm tối, lỡ đang ngủ bị bóng đè, ai sẽ kêu mình dậy và đuổi bóng đi, đúng không? Đúng rồi. Rồi lỡ già đản trí, vụng về, nấu cơm khét, ai sẽ là người thương bên cạnh ăn cơm khét đó với mình? Rồi lỡ mình lớn tuổi, sanh tật, đản trí, xấu xa, bị đặt trộm cắp này nọ, ai sẽ là người bên cạnh gọi police bắt mình, đúng không? Cậu Tơ ơi, cậu Tơ hay quá. Đó, anh nghe chưa? Anh nghe chưa? Bây giờ chúng ta phải có nhau, anh ơi. Anh biết như vậy, nhưng mà bây giờ mạng sống của anh nó được gia hạn mỗi 6 tháng. Là sao? Mỗi 6 tháng anh phải đi gặp bác sĩ. Và nếu như cái kết quả tốt, bác sĩ nói là tốt, thì anh vui sống thêm được 6 tháng. Còn nếu bác sĩ nói là tệ rồi đó thì anh phải tự lo liệu lấy thân anh. Ông bệnh thiệt. Anh Trọng à, em sẽ cùng anh gia hạn cuộc sống. Em biết mà. Một mình đi gia hạn cuộc sống, theo dõi sức khỏe, nó cô đơn và nó buồn lắm. Em sẽ chia sẻ với anh.
Em sẽ chia sẻ tất cả những ngọt bùi, những lần hồi hộp khi phải nghe kết quả, và chia sẻ những mừng rỡ khi mà anh có kết quả tốt. Và em hy vọng rằng từ đây về sau chúng ta sẽ sống mỗi ngày thật ý nghĩa nha anh Trọng. Em về đây vì anh mà, nha anh. Được không? Được không anh? Còn sợ gì nữa? Nhưng mà... Không, đừng nhưng... Ý anh đang lo chuyện gì? Một khi mà anh nằm một chỗ, rồi anh sợ lúc đó em sẽ thay lòng đổi dạ, Kiều à. Đúng, em sẽ thay. Nhưng mà là thay tả chứ anh, chứ không phải thay lòng đổi dạ. Dễ thương quá. Thiệt hả Kiều? Cho nó nghe nè, vậy là phước đức cho ông lắm rồi đó. Quan trọng là có liều thuốc tinh thần bên cạnh mỗi ngày nè, thấy không? Đúng rồi, chỉ cần vui là đủ rồi. Đây, tay anh nắm rồi. Này tay nắm tay, nhìn nhau đắm say, như chưa bao giờ em ngồi đây với anh, cùng nhau lắng nghe. Mùa xuân đang mở toang trong mắt, tình người mênh mang. Ủa, tự nhiên tôi đứng đây coi phim Hàn Quốc vậy trời. Anh, đó, uống cho mát người lại nghe, đừng có chia tay nhau nữa. Em nói cho anh chị nghe nè, bình thường ai cũng sợ làm gánh nặng, mỗi lúc khốn khổ chia tay nhau là nói với nhau là em yên tâm, em sẽ gặp người mới tốt hơn, hay là anh sẽ gặp người mới tốt hơn. Mà không phải vậy đâu, đôi khi chỉ cần đủ thương và đủ hiểu, cái người bên cạnh mình là phiên bản tốt nhất trong đời mình rồi đó. Chúc anh chị hạnh phúc nghe. Rồi, nếu có điều gì vĩnh cửu được thì em ơi, đó là tình yêu chúng ta. Hay quá. Trời ơi, tại vì cái nhà ở tôi như cái nhà khách sạn vậy trời. Ở lại đây hạnh phúc nghe. Tôi đi kiếm một nửa của đời mình. Anh giật điện thoại ơi, giật em nè anh. Anh nè. Vui ghê. Cậu vui nhất á.